Trong một đấu trường lớn của game Vinh Quang, một trận chiến đang diễn ra rất căng thẳng giữa hai đội, nam chính Diệp Thu được coi là đại thần trong giới game Vinh Quang. Anh đang dẫn dắt đội ra thế đối đầu với team Vi Thảo. Trận chiến này sẽ quyết định đội nào lên đỉnh Vinh Quang năm nay. Đội trưởng của team Vi Thảo là anh Vương, bậc thầy sử dụng ma pháp với tài biến hóa linh hoạt. Vào trận ra thế chọn các tướng khá an toàn, với các vai trò, một pháp sư của Diệp Thu kiêm người chiến đấu chính, một tay súng pháo của Mộc Tranh trợ lực chính. Một thần súng, một kiếm sĩ, một quyền pháp, một tay súng cự ly xa. Tiếp theo là đội bạn với các tướng xuất trận là một hiệp sĩ, hai thần súng, một thầy trị thương, một ngụy sứ, một kiếm khách. Một thầy ma pháp do anh Vương điều khiển, chiến thuật khác đội ra thế ở chỗ. Đội trưởng không chia sẻ quyền mà nắm vai trò chỉ huy tuyệt đối. Trận đấu bắt đầu. Hai đội đồng loạt tiến về trụ chính chạm trán trực diện với đối thủ. Theo lời Diệp Thu, tay súng pháo Mộc Tranh tách đội hình nhảy lên cao chiếm ưu thế, bắn phát súng đầu tiên mở đầu trận chiến. Đây chỉ là chiêu giả che tầm nhìn địch để Diệp Thu xông lên đánh, trong chốc lát phá vỡ đội hình của team Vi Thảo, các thành viên của gia thế bắt đầu tản ra tấn công địch, khiến đội bạn lâm vào thế bị động. Đội trưởng Vương muốn cứu đồng đội nhưng bị tay súng Mộc Tranh liên tiếp xả đạn chặn đường, buộc anh phải tung bóng ma thuật khiến Mộc Tranh không thể đứng vững. Thoát khỏi sự quấy nhiễu từ cô, anh liền dẫn đồng đội rút lui, gia thế áp sát phía sau đợi thời cơ tấn công đồng loạt. Bất ngờ một thành viên của team không nghe theo lệnh Diệp Thu mà tự ý xông lên muốn giết địch lập công cho riêng mình. Diệp Thu cản không kịp, quả nhiên tên hống hách này chưa kịp tung đòn đã ăn một chiêu của anh Vương mất mạng, kéo theo thứ hạng của gia thế đang đứng đầu giờ tụt xuống phía sau Vi Thảo. Thế trận bất lợi 4-5, liệu gia thế có ứng phó được? Diệp Thu không nổi nóng, anh bình tĩnh sắp xếp kế hoạch tác chiến mới cho đồng đội, phát huy tối đa sức mạnh và lợi thế máu của Mộc Tranh để cô chơi chiếu bắn dương đông kích tây, tạo làn khói hỏa mù giả che mắt anh Vương, rồi bất ngờ tiêu diệt tay bắn từ xa của địch. Thế trận 4-4 cân bằng, nhưng lượng máu của gia thế vẫn sau Vi Thảo, mà thời gian sắp kết thúc, buộc Diệp Thu phải lao vào đánh trực diện với anh Vương. Hai đội trưởng tài năng cân tài cân sức, tạo ra một màn đánh vô cùng mãn nhãn. Anh Vương với tuyệt chiêu ma thuật và Diệp Thu chiêu thức long vàng độc quyền khiến trường quay trầm trồ, cùng với sự yểm trợ từ tay súng Mộc Tranh khiến anh Vương đội Vi Thảo khó lòng chống đỡ. 5 giây cuối cùng, Diệp Thu nhảy lên tung chiêu cường long áp, phá vỡ giáp anh Vương, giành toàn thắng cho đội nhà, giữ kỷ lục 3 năm liên tiếp giành chức vô địch chứ danh. Phan gia thế được một trận hò hét như muốn bể đấu trường, tự hào về thần tượng của mình. Tuy đã giành chiến thắng oanh liệt, nhưng trở về trụ sở, Diệp Thu vẫn tổ chức cuộc họp phê bình Dạ Huy vì quá mạo hiểm, bị dụ vào bẫy của đội Vi Thảo. Đây cũng không phải lần đầu anh ta háo thắng như vậy, khiến anh không biết phải bào chữa ra sao. Diệp Thu không vì nể tình đồng đội mà bao che. Anh nhắc lại điều quan trọng nhất của đấu liên minh là đồng đội, không có tinh thần chung thì không thể tiến được xa, sau đó đuổi thẳng mặt Dạ Huy khỏi đội của mình. Giám đốc gia thế vô cùng hài lòng với con gà đẻ trứng vàng này, ông không muốn anh chỉ dẫn dắt một đội hình mà huấn luyện cho công ty thêm nhiều đội mạnh như thế nữa. Nhưng Diệp Thu từ chối ngay, bởi anh đến với liên minh và con game Vinh Quang là để được bước lên đấu trường thi đấu, làm đội trưởng dẫn dắt mọi người cùng giành thắng lợi, chứ không phải huấn luyện viên chỉ đứng sau ánh đèn sân khấu. Vì đã nhắm được người thay thế khác tài năng không kém Diệp Thu, nên giám đốc gia thế không ép nam chính nữa, không làm huấn luyện viên thì rời khỏi công ty. Không ngờ Diệp Thu trực tiếp rứt áo ra đi, chiếc thẻ đội trưởng nắm vai trò pháp sư giờ giao lại cho người mới Tô Tường. Gia Huy đứng đợi Diệp Thu ở cửa phòng anh để cà khịa, tài giỏi mà không biết thuận theo thời thế thì cuối cùng cũng bị đá thôi. Nhưng điều đó có là gì so với kẻ tiểu nhân chỉ muốn dùng đồng đội làm bàn đạp đánh bóng tên tuổi bản thân, nên Diệp Thu không quan tâm. Anh cởi trả đồng phục ra thế, vuốt chiếc cúp mà mình và team giành được rồi quay lưng rời đi, bỏ lại những tiếng reo hò của fan hâm mộ và một thời Vinh Quang. Mộc Tranh biết tin vô cùng bất bình, cô đến tìm giám đốc để nói lẽ. Diệp Thu là người tài và có quy tắc, một khi để mất anh ấy sẽ không có cơ hội hợp tác trở lại. Một người vừa có năng lực vừa có bản lĩnh dám nghĩ dám làm thì khi rớt từ đỉnh Vinh Quang xuống, tương lai không xa sẽ trở lại với vị trí cao hơn. Vì cô còn hợp đồng với gia thế nên mới phải ở lại, nếu không cũng ra đi theo người bạn tri kỷ rồi. Diệp Thu rời khỏi gia thế nhất thời không biết đi đâu, nên vào tiệm net đối diện mở tài khoản mới, quyết tâm sẽ từ số không leo lên đỉnh lần nữa. Lúc ra quầy tính tiền, anh phát hiện chủ quán là người có niềm đam mê đặc biệt với game Vinh Quang, nhưng kỹ năng gà mờ dù sở hữu trang bị xịn vẫn thua. Đợi chị chủ đi chỉnh máy cho khách, anh ngồi vào chơi thay chị. Chỉ 40 giây đã lật ngược tình thế giành chiến thắng, vì câu nói của chị chủ rằng Vinh Quang không chỉ là một trận quyết chiến mà nó là thế giới của đồng đội, nên anh quyết định sẽ ở lại đây làm việc. Nhưng tiệm net của Trần Quả không cần đội trưởng mà chỉ cần người lau dọn sửa chữa máy móc làm đồ ăn cho khách, những việc đó Diệp Thu đều không biết. Nhưng vì hiện không có người phụ mà tiệm net khách ngày càng đông nên Trần Quả nhận luôn. Không chỉ yêu Vinh Quang mà Trần Quả còn là một fan chân chính của Diệp Thu đại thần. Chỉ là anh không bao giờ lộ mặt trước truyền thông nên hiện tại cô không biết thần tượng của mình đang ngay trước mặt. Việc nặng nhẹ gì cũng giao cho anh làm tất, mà Diệp Thu cũng đơn giản. Có chỗ ngủ và tiền lương là anh không than phiền gì. Hôm sau bà chủ đã dậy làm từ sớm, mà nhân viên ngủ đến gần trưa mới dậy, nên lúc đi xuống nhà Diệp Thu nhẹ nhàng từ tốn hẳn. Trần Quả bận đấu game nên không có thời gian mắng, chỉ bảo anh mau đi sửa bóng đèn đang hỏng. Diệp Thu nghĩ đơn giản là lắp bóng vào nguồn là nó sáng. Nhưng anh đợi mãi không thấy gì nên anh chuyển sang cầu dao, nhưng khi đến mở công tắc thấy có quá nhiều cái, anh bị rối không biết mở cái nào.
lại thêm bị Trần Quả hối thúc nên anh tiện tay ngắt đại một cái gần nhất, kết quả cúp nguyên nguồn điện của cả tiệm, khiến khách chơi dở ván game phàn nàn ầm ĩ mà bỏ về hết. Hại doanh thu hôm nay của Trần Quả âm không hề nhỏ, vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu đi làm đã bị trừ lương cả tháng, chưa kể chi phí internet còn lên đến gần cả vạn. Mà hiện tại Diệp Thu không có một đồng trong túi, nên coi như anh phải bán thân trả nợ cho Trần Quả rồi, việc gì cũng phải gật đầu làm. Diệp Thu không biết sửa máy tính, được bé Mập là khách của quán sửa giúp, cậu là nhà báo nhưng cũng đam mê game Vinh Quang, kỹ năng chơi tạm ổn, Diệp Thu lo xong cho quán cũng mở game vào chơi. Cửa sổ vật phẩm của anh trống không, vậy nên nếu muốn thắng thì phải dựa vào kỹ năng. Nhiệm vụ đầu tiên để tăng cấp là giết Linh Miêu, vừa hay anh lại hợp thành một đội với bé Mập. Cậu ta dựa vào mồm mép được lên làm đội trưởng, còn toan tính hy sinh đồng đội để hỗ trợ mình thu phục Linh Miêu. Rất nhanh năm người tiến đến lãnh thổ của nó. Bé mèo đen hung hãn di chuyển nhanh nhẹn, chào đón kẻ đột nhập bằng hai cú vả, khiến hai người không kịp trở tay, sát thương của họ chỉ như gãi ngứa cho bộ lông cứng cáp của nó. Đồng đội lần lượt bị Linh Miêu hạ, chỉ còn bé Mập và Diệp Thu. Bé Mập cũng sắp hết máu, nghĩ Diệp Thu là người mới không biết gì nên liên tục hối anh mau tiếp máu cho mình. Diệp Thu không ngốc, nếu tiếp máu thế cục sẽ hỗn loạn, hơn nữa anh cực ghét kiểu hy sinh đồng đội để chiếm công cá nhân. Bé Mập thừa nhận ý đồ của mình nhưng vẫn muốn chia đôi công lao với Diệp Thu để anh cứu mình, đã vậy thì anh lấy hết, anh một mình giết Linh Miêu, một mình nâng cấp, khiến bé Mập bị AO một cục cay cú. Chiến công này nâng cấp anh lên sát thủ, thu về hai vật phẩm đầu tiên cho mình, khiến người chơi server một liên tục ngỏ ý xin hợp thành một đội. Trong game tài giỏi là vậy nhưng quay lại công việc chính, Diệp Thu hậu đậu như một đứa nhóc mới ra đời đi làm, khiến Trần Quả phải tự hỏi sao cô tuyển tên ngốc này vậy. Nhưng tâm trạng cô nhanh chóng vui trở lại vì TV chiếu cuộc họp báo nói về đại thần của cô, nhưng lại là tin anh giải nghệ, tên giám đốc bao che việc ép người quá đáng bằng lý do. Diệp Thu đã hết đam mê với con đường game thủ nên tự hủy hợp đồng với công ty mà lui về ở ẩn. Diệp Thu cũng coi được tin tức này, anh không lấy làm tức giận mà biến nó thành động lực, quyết tâm sẽ quay lại đấu trường Vinh Quang lần nữa. Người mới Tôn Tường xuất hiện trước truyền thông, đảm nhận vai trò đội trưởng của Diệp Thu, khiến các fan cũ của anh phản ứng dữ dội, trong đó có Trần Quả. Cô nói Diệp Thu lấy laptop cho mình để combat, không ngờ bé Mập cũng là fan cuồng của Diệp Thu. Cậu ném thẳng hoa vào mặt Tô Tường, phản đối anh lên chức đội trưởng. Qua màn hình, Diệp Thu bình tĩnh lý giải, trong thế giới Vinh Quang, người cũ đi người mới thay thế là điều tất yếu. Sự huynh hoang của Tô Tường cũng là do anh ta đủ mạnh để tự tin, nhưng Diệp Thu luôn tin người cũ kia sẽ trở lại đường đua Vinh Quang. Bé Mập trở về quán net tiếp tục vào trận, anh ta tung tin Diệp Thu là kẻ lợi dụng đồng đội để nâng cấp nên không ai dám ghép đội với anh, buộc anh phải tiếp tục ghép đội với bé Mập, nhưng anh phải dẫn đầu dụ quái cũng là vị trí dễ ngỏm nhất, lần này là nhện chúa độ nguy hiểm cao hơn Linh Miêu. Diệp Thu tiêu diệt vài con nhỏ, đến khi đụng độ con lớn độ khó cũng tăng cao, anh nhảy lên với thanh thiên cơ tản tự chế, nhưng bất ngờ bị ngắt kết nối nằm sấp mặt đất. Là Trần Quả làm, cô bắt anh đi phát USB chiếu chiêu thức của đại thần cho mọi người cùng xem. Trong game nhện chúa liên tục tung đòn về phía Diệp Thu, khiến lượng máu của anh ngày càng ít đi, bé Mập nhân cơ hội đó dụ mọi người ném đá về phía anh, cho lượng máu cạn luôn để trả thù. Nhưng vào phút cuối anh đã trở lại vị trí và né được cú đòn, không ngờ đồng đội lại hại nhau như vậy, anh dồn sự tức giận đó đấu với nhện chúa, một chiêu rạch bụng làm giảm sức mạnh của nó. Rồi liên tiếp các đòn đánh vừa chuẩn xác vừa đã mắt, khiến khán giả đứng xem trầm trồ thán phục, Trần Quả nhận ra kỹ năng này quá giống đại thần, nhưng lúc này cô chưa nghĩ nhiều. Bé Mập xem Diệp Thu tung hàng loạt chiêu thức đẳng cấp mà há hốc mồm, cũng phải thừa nhận cao thủ ngay trước mắt, còn đối với Diệp Thu, đây chỉ là cấp độ đơn giản trong một ván đấu thường. Nhưng giúp anh lấy lại nhiệt huyết như lúc mới chơi Vinh Quang, kỹ năng của anh khiến chị chủ quá ưng nên nhận vào làm chính thức, từ nay coi như đây là chỗ làm cũng là nơi ở của anh. Diệp Thu vui mừng đi thu dọn đồ đạc, vô tình thấy lại tấm ảnh thời xưa của mình cùng anh em Mộc Tranh, Mộc Tu chính là động lực cùng anh chơi Vinh Quang. Thời thiếu niên đầy nhiệt huyết không thể thiếu bóng hình hai cậu trai, giờ cậu ấy không còn, nhưng vũ khí họ tự tạo là thiên cơ tản, Diệp Thu vẫn sử dụng và sẽ phát triển nó. Tại quán net xuất hiện thêm một nhân vật mới, đó là Tiểu Đường, bạn thân của Trần Quả, cô nàng theo kiểu nữ cường, sự nghiệp, tiền bạc, nhan sắc, trí tuệ đều có. Điều gì cô muốn nhất định phải nỗ lực đạt được nên trở thành hình tượng bà mẹ của Trần Quả, giám sát cô bạn học hành chăm chỉ cho kỳ thi công chức sắp đến. Nhưng Trần Quả ham vui chưa hoàn thành bài tập hôm nay, sợ bị mắng cô liền đổ lỗi cho Diệp Thu rủ dê mình chơi game, khiến cô không có tâm trí học. Diệp Thu bị chửi oan nhưng vì để giữ công việc anh phải nhận tội, rồi thách thức Tiểu Đường nếu cô đánh bại anh, anh sẽ không dụ dỗ Trần Quả nữa. Tiểu Đường bị khiêu khích liền đồng ý, khí thế là vậy nhưng thực ra cô không chơi giỏi, sử dụng bảo vật đắt tiền nhưng không thể bắn trúng Diệp Thu. Trong thời gian đó, Trần Quả tranh thủ làm bài để xíu đỡ bị mắng, dù có thua hết trận này đến trận khác, Tiểu Đường vẫn không bỏ cuộc khiến Diệp Thu vô cùng buồn ngủ. Kết thúc trận 10, cô ấy vẫn thua nên anh nghỉ chơi. Trước khi rời đi, anh còn cho cô biết vấn đề của cô là thao tác nhanh nhưng không biết phối hợp tay trái và phải. Tiểu Đường không phục, cô bảo bạn thân lập cho mình một tài khoản trang bị xịn nhất, cô sẽ luyện tập để đánh bại Diệp Thu. Giờ biệt danh trong game của anh là Quân Mạc Tiếu, vì liên tiếp 3 lần giành sát thủ nên được Lam Khê Các chú ý. Lam Khê Các là team chuyên thu thập vật phẩm quý hiếm. Đội trưởng Lam Hà muốn chiêu mộ Diệp Thu về công hội. Trước mặt hội viên, anh tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc bắt chước thần tượng Diệp Thu, nhưng trong game nhìn cách anh nài nỉ Diệp Thu về đội,
chẳng khác nào bé đi theo năn nỉ anh bồ mua trà sữa cho. Diệp Thu Úp mở chuyện sẽ về công hội với điều kiện phải cho anh trang bị hiếm làm quà. Lam Hà tiếc đứt ruột vẫn phải đồng ý, nhưng phải đánh chung một trận xem thực lực. Diệp Thu không nhiều lời, anh vẽ một vòng tròn dưới đất bảo team Lam Khê các đứng yên đó, sau đó mình anh chạy vào rừng chiến với quái thú. Chỉ vài giây sau hệ thống đã báo game thắng, cả đội ngơ ngác cảm thán, còn Diệp Thu không cần nói cũng chứng minh được năng lực của mình, anh có được thứ mình cần. Ngăn đồ cũng ngày càng nhiều hơn, một bên tay trắng đi lên một bên dư tiền sắm trang bị xịn sò, Tiểu Đường nhất quyết lần này phải nghiêm túc tập luyện, không thể để thua Diệp Thu nữa. Bên phía công ty ra thế, Mộc Tranh thiếu mất Diệp Thu như thiếu đi nguyên khí, cả ngày buồn bã không vui, Tô Tường biết cô chưa chấp nhận anh nên ghép cặp đấu một trận với cô, để chứng minh năng lực làm đội trưởng của bản thân, nhưng càng cố chứng minh anh ta càng lộ ra tính ích kỷ, không chú ý điểm mạnh điểm yếu của đồng đội, kết thúc ván game ra thế đã thua cuộc. Tô Tường không chịu nhục, quay sang trách Mộc Tranh không biết tự lượng sức, khiến cô chán chẳng buồn cãi bỏ đi, cô cầm thẻ thành viên cũ của Diệp Thu vào phòng anh, rồi lại thở dài nhớ bạn. Nhớ đến không nhịn được gọi điện cho anh tâm sự, Diệp Thu hiểu giai đoạn này rất khó khăn với Mộc Tranh nên chỉ có thể dùng hết sức khích lệ cô. Mộc Tranh lại nhắc đến nguyên tắc của họ. Dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vươn lên phía trước, đó là cách giúp cô và anh trụ vững với đam mê. Nói ra hết nỗi lòng, Mộc Tranh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, Trần Quả thấy công ty ra thế gỡ poster của Đại Thần. Cô liền xin họ mang tấm poster đó mang về nhà mình, rồi ngắm nhìn anh mà mỉm cười. Bố cô đã mất, ông mở ra tiệm net này, nên người tài năng trong ngành game như Đại Thần khiến cô rất hâm mộ. Bỗng trời đổ cơn mưa khiến cảm xúc trong lòng Trần Quả cũng vỡ òa. Cô thấy thương cho số phận của thần tượng, công ty thay thế bằng người khác, nhưng trong lòng người hâm mộ thì anh mãi mãi không thể thay thế. Sáng hôm sau, tâm trạng của Trần Quả đã bình ổn, cô thấy bạn mình thức xuyên đêm nghiên cứu chiến thuật để quyết giành thắng lợi, thì vừa cảm phục vừa thương xót. Nhưng cứ thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nên cô làm một giao dịch với Diệp Thu, nếu anh dạy Tiểu Đường chơi game và chơi cùng cô ấy, thì cô sẽ cho anh miễn phải làm việc khó. Diệp Thu chốt đơn ngay, anh đưa cho Tiểu Đường quyển bí kíp chép tay của mình, nhưng cái tôi của cô quá cao. Từ chối mọi sự giúp đỡ của kẻ đánh bại mình, Trần Quả thì khác, cô vui mừng ôm quyển bí kíp lên phòng đọc, nhưng đọc chẳng hiểu gì khác nào ngồi nhìn trang giấy trắng. Nên đành mang xuống lại cho Tiểu Đường, vậy mà cô ấy lại đọc ra, nhìn được cách đánh của Diệp Thu chuyển động, chứng tỏ cô cũng có năng lực. Diệp Thu lại đấu với một người bạn mới, thông qua cuộc nói chuyện ta mới biết, cậu ấy tên Bánh Bao chỉ là nhân viên giao hàng bình thường. Nhưng có một niềm đam mê mãnh liệt với Vinh Quang, ước mơ của anh là được bước lên đài thi đấu lớn giành chiến thắng, muốn vậy phải luyện tập nâng cao kỹ năng hơn. Trong trận đấu hôm nay, anh được Diệp Thu khen có tài năng, cách đánh cũng rất độc đáo, chứng tỏ hai người rất hợp để trở thành đồng đội. Kết thúc trận này, Diệp Thu và Bánh Bao tiếp tục chơi trận khác với Tiểu Đường, xem năng lực của cô thế nào khi đã học chút bí kíp của anh. Quả nhiên tay nhấn phím và tay di chuột của cô đã có thể kết hợp thuần thục với nhau, năng lực của Tiểu Đường và Bánh Bao tương tự nhau, nên họ trợ lực cho nhau cũng khá ổn, nhưng kỹ năng thì vẫn cần luyện tập nhiều hơn, bởi với Vinh Quang thì đam mê là chưa đủ, cuối cùng con quái vẫn là do Diệp Thu chốt hạ. Gia Huy đem danh tiếng của Nick Quân Mạc Tiếu báo cho Tô Tường biết, khiến sự háo thắng trong lòng anh ta lại nổi lên, liền muốn chứng tỏ cho Giang Sơn thấy mình mạnh bằng cách dẫn quân đi tiêu diệt quái vật. Vẫn với cách đánh điên cuồng đánh nhanh thắng gọn, anh dẫn cả công đoàn tiêu diệt thú trong thời gian cực ngắn, đấu trực tiếp với công đoàn của Lam Hà và Diệp Thu. Lập kỷ lục khiến đội Lam Khê các kinh ngạc, Lam Hà vội nhắn tin với Diệp Thu, mong anh phân tích kỹ chiến lược của Tô Tường để đưa ra đối sách đánh hợp lý. Dù công đoàn mình thua nhưng Diệp Thu không cay cú, mà nghiêm túc lấy sổ ra ghi lại cách đánh của Tô Tường để bày ra chiến thuật mới đối phó. Rất nhanh lần thứ 8 của mùa giải thứ 8 diễn ra, đội ra thế lần này sẽ đấu với Lam Vũ, team này rất mạnh. Có Văn Châu bậc thầy chiến thuật của Liên Minh, Trần Quả và Diệp Thu cũng chú ý xem trận đấu trực tiếp qua TV. Trận đấu bắt đầu, đội trưởng Tô Tường vẫn giữ cách đánh độc lập của mình, một mình xông lên tiêu diệt hết kẻ địch. Đánh nhanh thắng nhanh giành chiến thắng lần đấu đầu, nhưng Mộc Tranh không vui, cô nhắc nhở Tô Tường đây là trận đấu liên minh, tức là liên kết đồng đội chứ không phải một mình thể hiện. Nhưng Tô Tường không nghe, bởi với anh thì mục đích cuối cùng chỉ là thắng thua và họ đã thắng trận này. Có một kẻ điên cuồng mạnh mẽ như thế, Trần Quả đoán team ra thế sẽ lại chiến thắng, còn Diệp Thu chỉ im lặng dõi theo rồi phán ra thế sẽ thua. Vì Lam Châu là bạn chí cốt của anh, nên anh hiểu rằng chiến thuật của cậu ấy phải rất thâm sâu, không có chuyện thua thảm như ván đầu. Trận đấu thứ hai diễn ra, Tô Tường vẫn giữ tinh thần như ngựa hoang phi về phía trước, hối thúc đồng đội mau xông lên, Mộc Tranh nhìn ra vấn đề bảo toàn đội rút về trận địa của mình. Nhưng Tô Tường không đồng ý, quả nhiên như lời Diệp Thu nói, team ra thế mắc bẫy của Lam Vũ, toàn đội bị tiêu diệt, chỉ mình Mộc Tranh sử dụng chiến thuật của Diệp Thu là thoát. Sở dĩ Lam Vũ để thua trận đầu chính là một chiêu kích đòn vào tâm lý háo thắng của Tô Tường. Mộc Tranh bỏ về, còn Tô Tường nếm được bài học đầu tiên của mình. Diệp Thu lại về tiếp tục chơi game với đồng đội cấp thấp, dưới sự chỉ huy của anh mọi người phối hợp rất nhịp nhàng. Ai cũng được tận dụng khả năng của mình, vừa tấn công vừa phòng thủ để giành chiến thắng. Đây là chiến thắng toàn đội khiến mọi người phấn chấn hơn hẳn. Điều này cho thấy việc chọn người dẫn đầu rất quan trọng, minh chứng rõ hơn là bên phía đội ra thế, Tô Tường dù sai lẻ ra đó, nhưng vẫn trách đồng đội không đủ điên giống mình, cứ phải dựa vào nhau để chiến đấu để rồi gom một cục mất mạng, nhưng thật ra anh ta cũng tự biết xấu hổ mà rời đi trước.
Thời gian trôi qua, Diệp Thu Bánh Bao và Tiểu Đường không biết từ khi nào đã trở thành đồng đội thân thiết, cùng nhau chiến đấu, khiến kỹ năng của hai người yếu thăng hạng rõ rệt qua từng trận. Cả hai nhận ra khi phối hợp họ có thể bổ trợ cho nhau. Họ chơi từ sáng đến đêm khiến Trần Quả ghen tị sợ mất bạn thân. Thêm nữa, cô bỏ tiền ra thuê Diệp Thu về, đâu phải để anh ngồi không chơi game. Cô đến bên bạn thân, nhõng nhẽo đòi Tiểu Đường dành thời gian chơi với mình. Nhưng cô ấy không chịu, giờ cô không còn thù hằn gì Diệp Thu mà chuyển qua lấy anh làm mục tiêu phấn đấu, khiến Trần Quả bực bội quay sang đòi đuổi việc Diệp Thu. Anh nhanh tay lấy ra bản ghi âm cô từng nói, chỉ cần dạy cho Tiểu Đường chơi game thì coi như là đang làm việc rồi. Vậy là giờ cô hết đường cãi, nên giật lấy điện thoại đòi xóa bằng chứng. Nhưng bị mẹ trẻ quát mau trả lại điện thoại cho Diệp Thu, Trần Quả tủi thân trả lại bằng chứng, rồi lủi thủi bỏ đi cho hai người vô tâm tiếp tục chơi game. Thấy Nick Quân Mạc Tiếu có cách đánh giống Diệp Thu từng đánh bại mình, đội trưởng đội Vi Thảo liền gửi lời thách đấu. Diệp Thu đồng ý, kết quả bao ngày chơi game hăng say của Bánh Bao và Tiểu Đường đã được chứng minh qua việc họ có thể đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp của team Vi Thảo, nhưng vì không phối hợp với Bánh Bao nên Tiểu Đường bị tiêu diệt sớm. Diệp Thu đấu với anh Vương, hai đội trưởng có những đòn đánh đẹp mắt, nhưng cuối cùng team Vi Thảo vẫn thua, chỉ còn một thành viên trong team là thực tập sinh kiểm kho hàng. Tên Phàm Phàm cố ở lại đấu với Diệp Thu, nhưng chỉ là cầm cự đến hơi thở cuối cùng. Anh Vương nhận định cậu có tố chất trở thành người tài, vậy nên dự định cho cậu vào đội chính huấn luyện. Nhưng Phàm Phàm không đợi được, nên hôm sau đến trung tâm huấn luyện Vinh Quang đăng ký một khóa, và rồi cậu mới biết mình còn rất yếu kém so với những người cùng đẳng cấp. Kết thúc trận đấu loại, cậu không được chọn để vào hàng ngũ huấn luyện chuyên nghiệp của Vinh Quang. Phàm Phàm không cam tâm, cậu nhắn tin xin Diệp Thu đấu với mình lần nữa. Anh đồng ý, dù rất cố gắng, nhưng cậu bé vẫn thua dưới tay lão làng game Vinh Quang, bởi mới nói, người trẻ quá ham mê chiến thắng mà bỏ qua giai đoạn ủ kén luyện tập. Không chỉ có cậu, mà bên tiệm net Tiểu Đường cũng mắc lỗi tương tự. Cô vẫn quanh quẩn ở hiện trường tìm đội Vi Thảo đã đánh bại mình. Diệp Thu nhắc nhở cô, nếu cứ ôm hận như vậy thì sẽ thua dài dài. Nhưng không ngờ cô trả lời, thua nhiều để thắng một trận cũng được, khiến anh khâm phục sự bền bỉ của cô. Cô ấy tiếp tục đấu với anh Vương và tiếp tục thua, nhưng lại được Diệp Thu khen ngợi. Vì thời gian của cô ấy qua mỗi trận thua lại kéo dài sự sống thêm một chút, chứng tỏ kỹ năng của cô đang thăng hạng từ từ. Để chúc mừng bạn thân, Trần Quả đặc biệt làm bánh ngọt dâu tây, nhưng Tiểu Đường mải mê cày game khiến cô bạn tổn thương bỏ đi. Tiểu Đường nhận ra vội chạy theo dỗ bạn, còn hai cái bánh cứ để Diệp Thu xử lý cho. Cùng lúc đó, Bánh Bao trên đường đi ship hàng, không may tông trúng Phàm Phàm đang lang thang không biết đi đâu về đâu. Bánh Bao thấy bàn phím gaming liền biết người cùng chí hướng, nên dụ Phàm Phàm lên xe chở thẳng đến tiệm net, coi như xin lỗi vì lỡ đâm trúng cậu. Cái duyên đưa hai người đến quán của Trần Quả. Tại nơi này, đồng đội bao ngày chiến đấu qua mạng gặp và nhận ra nhau. Diệp Thu dẫn cậu bé non nớt lên sân thượng, cổ vũ tinh thần cậu. Ai cũng có sai lầm và trải qua những ngày tháng bất lực, nhưng đã sống với công việc dùng tài năng phải chấp nhận sự hơn kém. Diệp Thu đồng ý nhận Phàm Phàm làm học trò, hai người cùng đồng đội vào game ngay. Ai cũng là người mới trừ Diệp Thu nên bổ trợ lẫn nhau, không có sự khinh thường hay chê bai. Chẳng mấy chốc mà danh tiếng của đội Diệp Thu lan rộng khắp giới tuyển thủ, khiến bên gia thế của đội Gã Gia Huy cũng phải thách đấu. Lần này đội Diệp Thu không chỉ có 3 người mà có thêm Phàm Phàm. Tiểu Đường, Bánh Bao và Phàm Phàm tách lẻ thì yếu, nhưng phối hợp với nhau, cùng với sự chỉ huy của Diệp Thu lại ăn ý lạ thường, không chỉ sức mạnh tăng hạng, mà còn tạo chiêu thức trận quỷ vô cùng độc đáo. Gia Huy chưa biết mình sắp thua, nên tự đắc ở trong trận quỷ vì cho rằng nó không đủ sức công phá, nên không cần sự trợ giúp của đồng đội. Và cái kết trận quỷ yếu đuối, anh ta khinh thường lấy mạng anh ta, khiến Gia Huy thua mà không biết đối thủ của mình là ai. Hôm nay tiệm net chào đón sự quay lại của anh bạn xấu tính, như lần trở lại này là lần quay đầu là bờ. Bé mập biết lỗi vì sự ích kỷ toan tính của mình trong game, anh chân thành viết ra tâm thư xin lỗi dài gửi đến Diệp Thu, người từng bị mình chơi xấu và lan truyền thông tin thất thiệt. Giờ anh cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của thần tượng cực kỳ, nên thật lòng muốn gia nhập đội của anh. Cậu sẵn sàng tặng hết vũ khí của mình coi như xin lỗi. Đánh người chạy đi không đánh kẻ chạy lại nên Diệp Thu đồng ý, thật ra cũng bởi anh nhìn được tài năng quân sư của bé mập. Diệp Thu và Bánh Bao gặp được nhau ngoài đời rồi nên quyết định dùng quán game làm nơi luyện tập, giúp kỹ năng của Bánh Bao nâng cấp rõ rệt. Còn Tiểu Đường thì nghiêm túc nghiên cứu quy tắc của game Vinh Quang, lần này không có sự hấp tấp mà cô đọc rất chăm chỉ, bên cạnh luôn có sự cổ vũ của Trần Quả và khích lệ của Diệp Thu. Vào trận đấu mới, Diệp Thu gặp được Mộc Tranh, cả hai đã lâu không nói chuyện nhưng không có chút gượng gạo nào, có lẽ không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, mà họ đã coi nhau như anh em ruột thịt. Trận đấu này trùng với ngày các chiến đội chuyên nghiệp đang cho đội viên của họ luyện tập cùng nhau, không hẹn mà cùng một ý tưởng. Đám đội viên muốn liên minh lại đánh đội Diệp Thu, xem chiến thần mới nổi trong giới Vinh Quang mang nick Quân Mạc Tiếu có gì đặc biệt. Lần này Mộc Tranh vào chung đội với đội Diệp Thu, vào trận phải công nhận Diệp Thu rất mạnh, với cây thiên cơ tản không thua bất kỳ vũ khí hàng xịn nào, anh ra từng chiêu thức chắc chắn không manh động. Đồng đội cũng vững ý chí hợp sức chiến đấu, nhưng phe địch quá đông, 5 người đối đầu trực diện với chục tuyển thủ chuyên nghiệp là quá khó, do đó Tiểu Đường mất mạng ngay phút đầu tiên. Bánh Bao thì bị truy đuổi phải chạy nước rút, team ra thế nhắm vào Diệp Thu đánh lấy máu của anh. Mộc Tranh, Phàm Phàm không thể yểm trợ vì bị đội Vi Thảo truy đuổi. Diệp Thu núp sau gốc cây điểm mù của địch, anh vừa hồi máu vừa trấn an đồng đội phải bình tĩnh vì trận đấu này vốn dĩ không cân sức rồi.
Tiểu Đường được hồi sinh, với vũ khí xịn và ngứa ngáy tay chân bực bội nãy giờ, cô lao vào hạ được không ít kẻ địch. Một người bạn của Diệp Thu tên Anh Kiệt cũng tham gia cùng, tuy mỏ hơi hỗn, lâu lâu làm lộ vị trí của Diệp Thu, nhưng kỹ năng của Anh Kiệt không phải dạng đùa. Cầm vũ khí bất kỳ cũng có thể hạ gục địch, khiến Diệp Thu cũng phải công nhận đúng là thiên tài. Trận đấu vẫn diễn ra vô cùng gay cấn và ác liệt khi hàng loạt tuyển thủ chuyên nghiệp bị cho ao sớm trước đội 6 người của Diệp Thu. Tuy địch vơi bớt nhưng vẫn đông hơn bên Diệp Thu. Có điều câu nói cổ nhân dạy, không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như ba chấm. Gia Huy vẫn giữ thói ích kỷ muốn nhanh chóng lập công mà chọn con đường đánh nhanh thắng nhanh mạo hiểm. Anh ta yêu cầu các đội gộp lại yểm trợ mình, nhất quyết dẫn quân săn lùng Diệp Thu. Diệp Thu cũng từng bước dẫn dụ hắn đi xa, để Tiểu Đường một bên hạ gục toán quân nhỏ lẻ. Phàm Phàm dùng quỷ trận của bản thân lần nữa lập công, Mộc Tranh cùng Bánh Bao như một cặp sinh ra dành cho nhau, họ phối hợp chiến đấu hết sức ăn ý. Nhờ đó giành được chiến thắng ngoạn mục, đây có thể xem là trận lội ngược dòng hay và kịch tính nhất, khiến các đội viên chuyên nghiệp phải cảm thán. Quân Mạc Tiếu này là ai, sao có thể mạnh đến thế? Sau đó họ quay sang trách tên Gia Huy quá ngu ngốc, dễ bị kích động dẫn đến đưa cả đội vào chỗ chết. Vậy mà hắn không nhận sai, liên tục giải thích chỉ là phán đoán nhầm, khiến mọi người ngán ngẩm bỏ về, các chiến đội được mời đến đều bỏ đi hết. Để lại Gia Huy với mớ sỉ nhục đau thấm và công ty Gia Thế nhận sự nhục nhã ê chề, khiến ông giám đốc phải đích thân đến mắng Gia Huy mới hả giận. Ngược lại bên phía Diệp Thu, để ăn mừng chiến thắng ngoạn mục lội ngược dòng này, mọi người dắt nhau đi ăn lẩu, từ ngượng ngùng không biết nhau đến chào hỏi rồi thân quen vì là đồng đội cùng chí tuyến. Không phân biệt đẳng cấp cao thấp giỏi kém, ai cũng cười nói vui vẻ thoải mái xem nhau như người nhà, mỗi người xuất thân từ một hoàn cảnh khác nhau, giới tính nào cũng có. Tưởng chừng khác biệt khó hòa nhập thì niềm đam mê mãnh liệt với vinh quang kéo họ lại gần nhau, tạo thành một tổ đội hết sức ăn ý, tạo nên sức mạnh lớn không tưởng. Nhưng bữa tiệc không có Trần Quả vì cô bận đi đu idol rồi. Thật ra cô và nhiều fan khác của Diệp Thu bị chiêu marketing của công ty Gia Thế lừa. Vì để gỡ gạc lại chút mặt mũi mà công ty bất chấp liêm sỉ, lấy tên tuổi của Diệp Thu ra câu fan, sao cho lượng người đến buổi họp báo càng đông, để ông giám đốc khoe cúp vàng. Chứng tỏ địa vị công ty vẫn giữ vững top đầu, dù đó đều là những chiếc cúp do Diệp Thu dành về cho, khiến bé mập bất bình và nhiều người khác đứng lên phản bác. Thế mà giám đốc Gia Thế vẫn mặt dày đánh bóng tên tuổi công ty, nếu không có công ty thì không có Diệp Thu, còn nói anh rời đi là sự phản bội, điều này khiến Trần Quả bất bình. Nhưng suy cho cùng cô chỉ là fan nhỏ nhoi, không thể làm gì ngoài buồn thay cho thần tượng. Thấy cô vác sắc mặt u buồn trở về, Diệp Thu cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Liền lên sân thượng an ủi bà chủ, anh chắc chắn đại thần sẽ trở lại chứ không sống ẩn, vì đạt đỉnh vinh quang chính là sứ mệnh trong đời anh ấy. Tìm được một người cùng suy nghĩ khiến tâm trạng Trần Quả khá hơn, nhận bông hoa nhỏ Diệp Thu tặng cô tươi cười trở lại, rạng rỡ như cánh hoa cùng niềm tin sâu sắc hơn dành cho đại thần. Diệp Thu trở lại với việc nghiên cứu chiến lược đối thủ, trong trận vừa rồi anh nhận ra, các đội đấu chuyên nghiệp có thêm nhiều cách chơi mới lạ. Khi đồng đội bước vào, anh liền thông báo lát nữa họ sẽ đấu với đội bá đồ. Người gửi lời thách đấu là đội trưởng bá đồ, vừa là đối thủ vừa là bạn của Diệp Thu nên anh hiểu cách đánh của bá đồ. Vừa vào trận, Tiểu Đường nóng nảy tung chiêu hất tung hai người bá đồ lên không trung, cũng là chiêu mở màn cuộc chiến. Phó đội trưởng đội bên kia cũng nóng, lại không biết địch là ai nên không dè chừng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, thế là lọt bẫy của Diệp Thu. Ăn một trưởng của anh mất máu, Phàm Phàm khóa tim bá đồ trong trận quỷ quả mình, các thành viên còn lại đồng loạt tung chiêu hạ đối thủ. Thấy sắp thua trước một đội vô danh tiểu tốt, đội trưởng bá đồ khi này mới bùng nổ sức mạnh thực sự, một chiêu lấy mạng Tiểu Đường, Phàm Phàm và Bánh Bao. Anh Thanh đối đầu trực diện với Diệp Thu, hai đội trưởng ngang tài ngang sức, nhưng vì hiểu rõ cách chơi của anh Thanh từ trước nên Diệp Thu dễ dàng bắt lấy cơ hội. Một cú vật người đẹp mắt khiến anh ta nằm im, nhưng anh không hạ gục anh ta lúc này mà gửi một lời hẹn sẽ gặp lại ở đấu trường vinh quang. Chính câu nói này khiến anh Thanh nhớ đến Diệp Thu, ngờ ngợ nhận ra cao thủ ẩn danh này chính là người bạn xa cơ thất thế, mà anh Thanh cũng là một người trọng đạo lý. Nên khi bị ép nhận bài phỏng vấn sai sự thật về Diệp Thu, anh không làm theo kịch bản cho sẵn mà khẳng định trước truyền thông rằng bạn mình sẽ có ngày quay trở lại và chạm đỉnh vinh quang, khiến Trần Quả xem tin tức rất vui và vững niềm tin vào đại thần. Còn ông giám đốc Gia Thế được fan tức nổ mắt. Diệp Thu xong trận với bá đồ, liền đến cửa hàng tiện lợi gặp cô bạn Thanh Mai của mình, hai người rất lâu chưa ngồi riêng tâm sự thế này. Cô đưa cho anh mấy vé VIP đi xem tứ đại cao thủ sắp diễn ra, mong anh đừng trốn tránh hiện thực mà dùng nó để lấy lại nhiệt huyết vinh quang. Trong lòng Diệp Thu vốn luôn tồn tại nhiệt huyết nên nhận lấy, trở về quán net, thấy Trần Quả dầu dĩ vì săn không được vé chiến đại cao thủ. Anh liền tặng nó cho cô khiến cô vui muốn nhảy cẫng lên. Hôm sau cô cùng Tiểu Đường lên xe háo hức đến điểm thi đấu, fan của Vinh Quang nói chung và đại thần nói riêng gieo hò khí thế. Diệp Thu cũng háo hức cơ mà háo hức ngủ, đến nhà thi đấu nơi đây đã đông nghẹt người, fan của các đội tuyển đều chuẩn bị sẵn tinh thần, xíu nữa vào hú hét cho đội nhà mình. Nhưng rất ít fan còn nhớ đến đại thần khiến Trần Quả không cam lòng, không thể để ký ức về đại thần bị lãng quên, cô liền bày bán đồ lưu niệm của anh ở trước sảnh. Nhưng bị người của Gia Thế phát hiện đến phá, người phụ trách chương trình nói cho Trần Quả hiểu đại thần đã hết thời, giờ là ngôi vương của Tô Tường nên cô cố cũng vô ích. Nhưng Trần Quả không khuất phục, vì tranh giành đồ với họ mà cô bị đẩy ngã, Diệp Thu chạy đến đỡ cô còn Tiểu Đường đứng chắn phía trước bảo vệ bạn.
Thấy Trần Quả cứng đầu bảo vệ mình, Diệp Thu rất cảm kích nhưng vì vậy càng không thể để cô lún sâu. Anh thẳng thắn cho cô biết những thứ cô đang làm không giúp được đại thần bao nhiêu, mà chỉ là thỏa mãn sự không cam lòng của cô. Vậy nên đừng cố đối đầu với gia thế nữa. Trần Quả hiểu ra nên mắng tên thô lỗ kia một trận, rồi vui vẻ trở lại cùng bạn thân vào xem thi đấu. Bên trong các fan đã ngồi đông nghẹt khán đài, Diệp Thu và Trần Quả được hàng ghế đầu. Bất ngờ nữ thần Mộc Tranh đến ngồi cùng, khiến Trần Quả càng thêm phấn khích. Cô là fan ruột của Mộc Tranh, suýt thì hú hét may cô ấy cản lại, tí nữa cô ấy đấu chính, nên giờ chỉ ngồi hàng ghế cảm nhận vị trí khán giả. Trần Quả hỏi cô đại thần trông như thế nào. Diệp Thu cũng muốn nghe nên Mộc Tranh cố ý trêu chọc, đại thần cũng như bao người bình thường còn có phần buồn cười, nên khi gặp mong Trần Quả đừng thất vọng, cũng sắp đến giờ thi đấu nên cô rời đi trước. Các chiến đội khác cũng chuẩn bị đội hình, bên trong phòng ra thế, ông giám đốc nhắc Tô Tường nên tiết chế nóng nảy lại, nhưng ép anh phải chắc chắn giành được thắng lợi. Khiến Tô Tường chán ra mặt, anh nhận lấy thẻ bài đội trưởng, hời hợt đồng ý yêu cầu của giám đốc. Bên trên khán đài trận đấu bắt đầu, MC giải thích luật mở đầu. Từng đội cử lên tân binh xuất sắc nhất, thách đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp của đội mình, mục đích để tân binh và tiền bối giao lưu, cho tân binh thấy rõ năng lực và hạn chế để phát triển tốt hơn. Hy kịch của đội Vi Thảo lên trước, cậu là đàn em nhỏ nhất đội không ngờ thách đấu cả đội trưởng, tuy kỹ năng còn non nớt nhưng các đường đánh đều rất có triển vọng. Anh Vương rất muốn bồi dưỡng cậu nên cố tình lùi về vị trí trợ thủ cho Hy Kiệt tỏa sáng, khiến cậu vô cùng cảm động. Diệp Thu cũng phải cảm thán anh Vương là đội trưởng đáng nể, Hy Kiệt trong con ma thuật sư không phụ lòng đội trưởng, chiến đấu hết sức giành chiến thắng. Kết thúc trận đấu cả hội trường vỗ tay reo hò cho tân binh, còn anh Vương trở về trong sự kính nể của đồng đội. Tiếp theo là Phàm Phàm xuất trận, anh Vương tin tưởng cho cậu vào danh sách đội viên, điều này khiến cậu rất vui nhưng vì thế áp lực cũng tăng lên, Hy Kiệt đã thắng vậy cậu không thể thua. Nên cậu chọn đội trưởng của đội hư không, bởi tuyệt chiêu của anh ấy cũng là trận quỷ. Trận đấu bắt đầu, Phàm Phàm liên tục tung các đòn đánh mạnh, thậm chí đóng băng cả đội trưởng, khiến mọi người trầm trồ nghĩ cậu sẽ thắng. Nhưng Diệp Thu và anh Vương nhìn được vấn đề Phàm Phàm gặp phải là áp lực tâm lý trận quỷ của cậu không thể thắng. Bên kia chỉ đang kích thích tâm lý thừa thắng xông lên của cậu thôi. Quả nhiên Phàm Phàm đã thua, cậu rút thẻ game mà tâm trí trống rỗng, chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi khán giả rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài Diệp Thu đã đợi Phàm Phàm từ trước, anh chỉ ra vấn đề cậu gặp phải là sự hấp tấp muốn nhanh chóng chứng minh năng lực bản thân. Đỉnh Vinh Quang không dễ như cậu nghĩ, cậu mới luyện tập một tháng còn bên kia đã là đội trưởng, nhưng cậu còn nhỏ tương lai còn dài. Vậy nên thua trận này hãy rút ra bài học, chứ không phải suy sụp không tin bản thân rồi từ bỏ. Phàm Phàm hiểu ra nên tinh thần cũng được vực dậy. Trận đấu tiếp tục lần này là Tô Tường cùng đội trưởng Bá Đồ, cả hai ngang tài ngang sức đều là lối đánh nhanh mạnh bạo, nhưng một bên ba hoa múa mép. Chê anh Thanh già rồi nên phải giành lại ngôi vương cho mình, một bên thì trầm lặng không nói gì. Vào trận, anh Thanh mới bắt đầu dạy cho thằng nhóc biết trên biết dưới. Nhưng Tô Tường quả thực rất mạnh, có thể chống đỡ với các đòn đấm của anh Thanh, thậm chí anh ta còn học theo chiêu Bá Long Vàng của Diệp Thu, khiến anh Thanh nhất thời bị đẩy lùi. Nhưng vì đã đấu với Diệp Thu trên dưới trăm trận nên anh Thanh hiểu rõ từng chiêu thức, cộng thêm ý chí bất bại cứng như đá của cái tên Bá Đồ, anh vực dậy một cú đấm trời giáng hạ Tô Tường trong chốc lát, khiến khán đài bùng nổ. Còn Tô Tường vẫn chưa hình dung vì sao mất mạng, anh ta cay cú không thèm bắt tay với anh Thanh, giật lấy mic của MC cho rằng mình thua là xui xẻo mà thôi. Thái độ này khiến các fan rất không hài lòng, nhưng Tô Tường không quan tâm. Dù thế trận đấu vẫn tiếp tục, ván cuối này là ván đấu giao lưu với khán giả, vậy nên được sự trợ giúp từ đồng đội. Không ngờ Tiểu Đường may mắn được chọn chúng, cô đấu với thành viên đội ra thế, kỹ năng của cô lên cơ rất nhiều vì được luyện tập với Diệp Thu. Không phụ công dạy dỗ của sư phụ, đánh cho tuyển thủ kia không kịp né, đối phương chán nản vì chưa biết phản công thế nào, thì bất ngờ Tô Tường vào phòng đồng đội trợ giúp, khiến Tiểu Đường trong chốc lát rơi vào thế bị động. Diệp Thu nhìn tình thế bất lợi liền vào trợ giúp Tiểu Đường, anh nhìn cách đánh đoán được người bên kia là Tô Tường. Vì đã nghiên cứu khá kỹ cách chơi của anh ta, anh tránh được hết các cú đánh, khiến Tô Tường ngây người nhận ra đã gặp cao thủ. Diệp Thu hiểu sự háo thắng của đối phương nên dùng chiêu thức Long Thiên Vàng của mình đấu với hàng phách của Tô Tường và giành chiến thắng, khiến khán giả bùng nổ. Nhận ra đây là chiêu thức quen thuộc của đại thần nhà mình, họ bàn tán chẳng lẽ đại thần đã quay trở lại, nhưng anh không lộ mặt. Tiểu Đường đứng trước khán giả thừa nhận cô đã được đại thần giúp và hứa hẹn vào một ngày không xa anh ấy sẽ quay trở lại. Phàm Phàm không ngờ sư phụ khích lệ tinh thần mình lại là đại thần trong giới Vinh Quang. Đại thần còn có thể rơi từ đỉnh lưu xuống thì sự thua cuộc của mình có là gì? Trần Quả lúc này mới biết người mình sùng bái bấy lâu lại là Diệp Thu. Cô từ ngây người chuyển sang lo sợ rồi hối hận vì ngày tháng vừa qua cô đì anh ấy như con, mắng mỏ bắt nạt người ta đủ điều. Giờ thì còn mặt mũi nào đối diện với thần tượng chứ? Tiểu Đường an ủi bạn thân, Diệp Thu đại thần chắc chắn không để ý mấy chuyện vật vãnh này. Hơn nữa cô còn cho cậu ấy chỗ ở thì sao mà ghét cô được? Bên ngoài Mộc Tranh ngồi đợi Diệp Thu ra cùng đi ăn kem. Trải qua trận đấu vừa rồi cô đã an tâm hơn về Diệp Thu, cả hai quyết định bỏ hết lo toan và thắng thua. Trở lại như đứa nhóc đuổi nhau trên chặng đường dài, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là bạn thân, vừa là đồng đội, duyên phận của họ quá sức kỳ diệu rồi. Trở lại phòng nghỉ, Trần Quả rất muốn đi gặp đại thần của mình, nhưng ra đến cửa thì chân tự dưng cứng lại. Cô nhớ đến cảnh mình bắt nạt Diệp Thu, thì tự dưng lại mất hết dũng khí không dám gặp anh. Diệp Thu bên ngoài trở về, khiến Trần Quả e thẹn úp mặt vào cửa không thể nhìn thẳng, còn anh vẫn rất tự nhiên.
Đến khi anh vào phòng cô còn chưa nói được lời nào ra hồn, Tiểu Đường không nhìn nổi nữa. Cô gõ cửa phòng Diệp Thu xác nhận thay Trần Quả, hỏi anh có muốn rời khỏi quán net không. Diệp Thu lập tức nói không, vì số nợ anh nợ Trần Quả còn chưa trả xong, khi trả xong cũng chưa tìm được chỗ nào hợp lý hơn, nên sẽ không đi đâu cả. Vậy là được rồi nhé chị Trần Quả, nghỉ ngơi đến chiều mọi người lên xe trở về. Trần Quả miệng thì nói ngại, mà mông vẫn nhanh chóng lên xe ngồi cùng Thần Tượng, mặt cố giữ bình tĩnh. Nhưng tay kéo nhầm dây an toàn của anh khiến anh bật cười, anh cũng không có ý chơi đùa cô gì chỉ thắt lại dây an toàn, muốn cô nhanh chóng quay lại làm chị Quả hung dữ. Trở lại nơi bán vé, phóng viên đã đợi sẵn lao về phía Diệp Thu, khiến Trần Quả hoảng loạn khoác áo che mặt anh không cho ai đến gần. Nhưng cô tưởng bở rồi, vì mục tiêu của phóng viên là tô tường bên ngoài, khiến Trần Quả càng thêm nhục nhã, còn Diệp Thu đầu bù tóc rối chỉ biết cười trừ. Trở lại quán net, Trần Quả vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, Thần Tượng lại là cấp dưới của mình. Giờ sai anh làm gì cô cũng cảm thấy có lỗi, cứ mỗi khi Diệp Thu muốn bưng trà rót nước cho chị chủ là chị lại né như né tả vì ngại ngùng. Bé mập thấy Diệp Thu đeo khẩu trang đen quá giống đại thần, khiến Diệp Quả sợ hãi vội phủ nhận thay anh, tâm lý bảo vệ Thần Tượng của cô còn quá đến nỗi. Muốn đóng cửa tiệm net không cho ai làm phiền Diệp Thu luyện tập, nhưng bị Tiểu Đường ngăn lại, làm vậy khác nào chưa đánh đã khai trong nhà giấu bảo vật. Trần Quả thấy có lý nên chuyển sang phương án B, cô lôi ra một đống ổ khóa to, đòi nhốt Diệp Thu vào kho để giữ anh cho riêng mình, khiến Tiểu Đường cạn lời. Cô bày cho bạn một kế để giữ Diệp Thu, đó chính là giữ trái tim anh ấy. Hãy cứ nung chiều anh lên tận trời để anh không nỡ rời đi. Trần Quả thấy đây mới là diệu kế nên hôm sau triển luôn. Cô để Diệp Thu ngủ đến 11 giờ, không cho anh động tay vào bất cứ chuyện vật vãnh gì, còn nhờ nhân viên mang canh sâm tẩm bổ đến cho anh, khiến Diệp Thu bắt đầu thấy sợ, nhưng anh rất ngốc. Thấy cô mua máy pha cà phê cho mình, anh lại tưởng cô muốn anh tỉnh táo hơn làm việc năng suất hơn, đến khi Tiểu Đường nói cho anh biết ý tứ của Trần Quả. Anh mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi, thế là anh nghĩ ra một kế, trực tiếp đề nghị cô đi gọt trái cây kiểu nghệ thuật cho mình, dù Trần Quả có cố gắng làm đẹp đến đâu. Vẫn bị Diệp Thu chê thậm tệ, bị sai chạy đi chạy lại cả chục vòng khiến Trần Quả mất kiên nhẫn, cuối cùng không nhịn được lớn tiếng quát Diệp Thu. Nhỏ tuổi hơn cô mà đối xử với cô như hậu bối, sau đó cô lấy sẵn gậy dạy cho tên tiểu tử này một trận, khiến Diệp Thu bật cười đấu tay đôi luôn, cuối cùng Trần Quả cũng bình thường trở lại. Đúng lúc này thì anh lại nhận được cuộc gọi từ giám đốc Gia Thế. Thì ra ông muốn anh quay về công ty làm huấn luyện viên, ông cho rằng trận đấu hôm trước, anh dùng chiêu long vàng là để gây chú ý với Gia Thế. Nhưng Diệp Thu vẫn giữ câu trả lời là không, anh bày tỏ sự thất vọng với giám đốc vì ông không giữ được tinh thần chơi game như xưa, quay lại quá khứ. Giám đốc, Diệp Thu và Mộc Tu là bộ ba cùng chơi vinh quang, ba người bạn thân chỉ có suy nghĩ, chơi game cùng đồng đội tạo nên những chiến tích vẻ vang. Giờ đây Mộc Tu đã mất, còn giám đốc chạy theo tiền tài đánh mất tinh thần vốn có, tình bạn của họ có lẽ không thể hàn gắn rồi, Diệp Thu không chịu về phe ông nữa. Ông liền cho người vứt hết đồ liên quan đến Mộc Tu đi, trong đó có sổ tay vũ khí và ghi chép chiến thuật cực kỳ tỉ mỉ của cậu ấy. Diệp Thu mang quyển sổ về, bắt đầu thử làm theo hướng dẫn của Mộc Tu, quả nhiên mở khóa được kỹ năng mới của Thiên Cơ Tản giúp anh dùng lực bắn của nó để bay lên núi tuyết. Đồng thời Mộc Tu còn tìm ra cách phối hợp giữa kỹ năng kiếm khách, ma sĩ và cuồng kiếm sĩ, Diệp Thu vận dụng hạ không ít quái vật tuyết. Anh dùng Thiên Cơ Tản từng bước bay lên cao hơn, con quái tuyết lần lượt nhảy lên chộp lấy anh đều thất bại, chỉ còn 12 giây cuối, Diệp Thu chỉ cần giữ được tính mạng. Lên đến đỉnh núi tuyết là chiến thắng, những con quái không buông tha anh, mà anh cũng không cho chính mình lơ là, nhờ đó giành chiến thắng vào giây cuối cùng. Vũ khí Thiên Cơ Tản này và các kỹ năng của Mộc Tu giúp Diệp Thu như hổ mọc thêm cánh, trên đỉnh núi còn có hai cao thủ khác cũng lên được, một là Văn Châu, hai là Anh Kiệt. Họ muốn đấu với Diệp Thu nhưng hôm nay anh chỉ chơi đến đây thôi, anh không quên hứa hẹn sẽ quay lại vào trận đấu vinh quang, khiến họ rất hài lòng và đồng ý chờ đợi. Trở lại quán net, Trần Quả cứ mãi suy nghĩ về Diệp Thu và vinh quang, cô rất mê game này nhưng lại không chơi giỏi. Tuy nhiên cô có tiền mà, có nên lập một chiến đội cho mình không? Vừa hay cũng có đại thần ở đây chắc chắn là một chiến đội giỏi. Còn Diệp Thu anh đang ở nơi huấn luyện của team Vi Thảo, hai người bàn về chuyện, phàm kết thúc khóa huấn luyện với kết quả không mấy khả quan. Nhưng Diệp Thu luôn tin ai cũng từ con số không làm nên cơ đồ, nên anh sẽ huấn luyện phàm, sau đó anh dẫn anh Vương đến quán net xem nơi luyện tập của mình. Anh Vương đến nơi, lại muốn mời Diệp Thu về làm huấn luyện viên cho đội mình, phúc lợi của Vi Thảo rất cao, hơn nữa họ cũng lớn tuổi sắp hết thời, giành được nhiều chiến thắng như thế còn muốn giành thêm làm gì. Cúp chỉ là thứ chứng minh thực lực, thứ Diệp Thu muốn là chiến thắng cùng đồng đội, nhưng biết Trần Quả đang nghe lén, anh giả vờ đồng ý với đối phương. Cô vừa nghe vậy đã lao ra, cô muốn lập một chiến đội có Diệp Thu trong đó, nên không ai được mang anh đi, Diệp Thu rất hài lòng với ý chí này. Nhưng muốn lập một đội trước tiên phải có công hội, mà muốn có công hội phải đánh thắng thủ hộ thú một sừng, nếu trong thời gian quy định thua. Thì công hội hiện tại sẽ bị giải tán, lần này có sự giúp sức của Mộc Tranh, cùng 4 người, Diệp Thu, Bánh Bao, Tiểu Đường và phàm quyết tâm phải thắng. Họ lao lên đồng loạt tấn công thú một sừng, nhưng những sát thương này không đáng kể với nó, thủ hộ ngoài bộ lông cứng cáp còn có thể bay, khiến Tiểu Đường và Mộc Tranh khó bắn chúng nó. Nó dùng móng vuốt hạ không ít đồng đội, thời gian gần kết thúc mà sức mạnh của thủ hộ vẫn còn nhiều, dù Diệp Thu có cố hết sức gánh team thì cuối cùng họ vẫn thua cuộc.
thì Gia Đám cùng công hội với đội Diệp Thu là người của Gia Huy và team Lam Khê, chúng cây cú vì không mời được Diệp Thu nên phá. Bọn chúng cố ý không gây sát thương cho thủ hộ, còn để nó tiêu diệt chính là để công hội bị giải tán. Trần Quả biết tin rất buồn, ý định làm chủ chiến đội của cô cũng bị dập tắt, nhanh như vậy đã mất hết ý chí khiến Diệp Thu không hài lòng. Anh cho rằng Trần Quả không có quyết tâm, chỉ là nhất thời ngẫu hứng, bỏ cuộc giữa chừng thì không nên miễn cưỡng nữa làm gì. Trần Quả bị mỉa mai đau lòng chạy ra ngoài. Trong khi đó, Diệp Thu tiếp tục khích lệ mọi người đấu lại lần nữa, lần này có thêm sự trợ giúp của anh đeo kính, người làm cùng quán nét. Kỹ năng bắn pháo súng của Bánh Bao không phải dạng vừa, 19-10 với Mộc Tranh, dù có bị bên Gia Huy chơi xấu phá hoại tốn thời gian, Diệp Thu vẫn bình tĩnh bảo đồng đội cứ tập trung tiêu diệt quái thú, đừng để ý bọn chúng, thời gian sắp hết sức, 5 người không thể đấu lại thủ hộ. Nhưng may mắn đã mỉm cười với họ, vào một giây cuối của trận đấu, tảng đá lớn rơi xuống đè chết thủ hộ, tạo chiến thắng cho đội Diệp Thu. Khiến Gia Huy vừa rồi còn hả hê giờ ngơ ngác, Diệp Thu gửi lời cảm ơn đến gián điệp vì bắn súng loạn xạ khiến tảng đá sứt mẻ. Bên phía Lam Khê Các, Lam Hà chần chừ không muốn rút khỏi công hội của Diệp Thu, chứng tỏ anh cũng muốn tham gia cùng họ, nhưng bị bạn thân ngăn cản. Để ăn mừng chiến thắng, 6 người đội Diệp Thu hẹn nhau đi uống nước, chỉ là một bữa tụ tập đơn giản, nhưng sự phấn khích của họ thể hiện rõ trên khuôn mặt. Còn Trần Quả lang thang trên đường tự trách bản thân, cô thấy lời Diệp Thu nói rất đúng, cô muốn làm chủ chiến đội, nhưng lại có suy nghĩ đội sẽ thua trước khi chiến đấu. Lại còn dễ bỏ cuộc, ánh mắt cô đột nhiên trở nên kiên định hơn, hứa hẹn một Trần Quả sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn cho năm mới sắp đến. Mới đó mà cuối năm rồi, Diệp Thu đích thân tiễn Phàm Phàm ra xe về quê ăn Tết, cậu bé này tiếp thu rất nhanh, chiến đấu tốt nên bây giờ cần nghỉ ngơi thôi. Phàm Phàm cũng bày tỏ sự cảm kích vì được người thầy vừa có tài vừa có tâm như Diệp Thu chỉ dạy, cậu hứa khi quay lại sẽ vẫn sát cánh cùng anh. Trên xe, Phàm Phàm cảm thán sự kỳ diệu của số phận, Diệp Thu chính là quý nhân mà cuộc đời mang đến cho cậu, nếu không có anh ấy, cậu có lẽ đã bỏ cuộc khi thua trận chiến đầu đời rồi. Trở lại quán nét, Trần Quả hạ quyết tâm phải đi xin lỗi Diệp Thu, nhưng khi lên phòng thấy vali anh không có chỗ cất, cô lại tưởng anh thất vọng đến nỗi muốn bỏ cô đi. Một lát sau Diệp Thu về, anh chỉ muốn nói với Trần Quả họ đã bảo vệ được công hội, nhưng cô ngắt lời anh, mong anh tham quan nơi này với cô lần nữa rồi hãy ra quyết định. Diệp Thu không biết đó là quyết định gì nhưng vẫn làm theo, cô dẫn cậu đến từng ngóc ngách trong căn nhà. Cho cậu toàn quyền quyết định nơi này, biến nó thành chiến địa cho chiến đội luyện tập và ký túc xá cho mọi người nghỉ ngơi. Diệp Thu cũng cảm thấy nơi này rất có tiềm năng, không gian rộng rãi lại có sẵn dàn máy chất lượng. Nghe Trần Quả nói muốn cống hiến tất cả cho chiến đội của cậu, vì cô chỉ muốn cậu quay lại đấu trường lớn, Diệp Thu liền cản lời cô lại. Vì đây là chiến đội của chung, vì cô cũng có phần xây dựng nên nó, thấy Trần Quả tự ti về năng lực của bản thân. Anh liền đặt tên chiến đội là Hưng Hân, chính là tên quán nét của bố Trần Quả khiến cô rất cảm động. Từ giờ cô là bà chủ chiến đội cũng là cộng sự của anh. Diệp Thu vừa ra ngoài mua chút đồ thì Lam Hà đã mò đến quán nét nghe ngóng tình hình, hôm nay chị Quả không tiếp khách để kiểm kê sổ sách. Nhưng Lam Hà mặt dày không chịu đi, đã vậy ông còn cười đều rồi nhìn ngó xung quanh như ăn trộm. Rồi còn hỏi chỉ có mình cô trong quán nét này sao, khiến Trần Quả cảnh giác lên mạng cha rồi mới hú hồn vì mặt anh giống hệt tội phạm truy nã. Cô vội gọi điện cầu cứu Diệp Thu, rồi nhân cơ hội nhốt Lam Hà vào phòng, nhưng khóa cửa quên chốt nên để anh đẩy ra được, cuối cùng Diệp Thu cũng về. Mâu thuẫn mới được giải quyết, Diệp Thu lôi kéo thành công Lam Hà về làm huấn luyện viên truyền kinh nghiệm quản lý đội nhóm cho Trần Quả. Lam Hà vừa bị Trần Quả coi như tội phạm, giờ lên phát thành thầy của cô, dạy cô các kỹ năng cần có và lưu ý để thi đậu kỳ thi quản lý chiến đội. Trần Quả nghiêm túc học hành ghi chép, mà Lam Hà cũng không để tư thù riêng vào đam mê của anh dạy rất chi tiết kỹ càng bằng tất cả nhiệt huyết và cái tâm, một thầy một trò say mê dạy học từ sáng đến tối. Lam Hà hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thu mới tha cho anh tội gián điệp và để anh về. Có một Diệp Thu quan tâm đến Trần Quả như thế, lại thêm cô bạn thân tiểu đường nữa, nhưng giờ cô ấy phải trở lại học viện âm nhạc rồi. Lúc ngồi tâm sự với người chị em tiểu đường mới bộc bạch, cô trở về đây là vì muốn trốn tránh sự thất bại và chán nản của bản thân trên con đường chơi piano. Nhưng suy cho cùng cô sinh ra là dành cho nó, nên giờ nhận được lời mời quay lại cô không thể từ bỏ. Trần Quả dù rất buồn, nhưng vẫn một lòng ủng hộ bạn thân theo con đường cô ấy chọn. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến Tết rồi, Bánh Bao cũng tạm biệt mọi người về quê ăn Tết. Sau đó đến lượt tiểu đường, Trần Quả đặc biệt xách vali tiễn bạn, hai người ôm một cái thật chặt không nỡ rời xa, nhưng ai cũng trưởng thành có con đường riêng cần phải tự bước. Vậy là quán nét Hưng Hân giờ chỉ còn Diệp Thu và Trần Quả, hai người cùng trang trí nhà cửa đón Tết. Họ đều cô đơn không còn người thân, nhưng ở chung với nhau lại ấm áp vui vẻ lạ thường. Nhưng chưa được 3 giây thì cô phát hiện ra, anh lấy khăn choàng đắt tiền của mình lau ảnh, Diệp Thu không biết vì tưởng cái khăn rách đó là rẻ lau. Khiến Trần Quả sót hàng hiệu chỉ muốn đánh anh tại chỗ, nhưng cô chợt nhớ lại lời tiểu đường dặn, muốn giữ chân Diệp Thu ở lại thì cần biết chiều chuộng anh. Thế là Trần Quả đành nén cơn tức dịu dàng cười tươi, đấm bóp cảm ơn anh vì giúp mình trang trí cửa tiệm. Phú bà Trần Quả còn trả thù lao hậu hĩnh cho nhân viên Diệp Thu, cho anh tiền đi mua quần áo mới. Diệp Thu nghe lời mang tiền đến tiệm vest chọn đồ, anh đứng trước cửa kính nhìn bộ quần áo đắt tiền không nỡ mua, nhưng chỉ vài giây sau tại quán nét, anh xuất hiện với diện mạo khôi ngô Bảnh Bao lạ thường, trong bộ vest đen nhìn thôi đã ngửi thấy mùi tiền. Trần Quả thấy anh đẹp trai người người như vậy thì rất ưng.
mà bộ vest đắt quá làm cô cũng xót ví không kém. Nhưng Diệp Thu này rất lạ, anh tỏ ra không quen Trần Quả, mà tính cách còn rất cao ngạo khó gần, khiến Trần Quả bực bội. Phải nhắc cho anh nhớ trong cái quán này ai là chủ ai là tớ. Cô sai anh đi thay bóng đèn, khí thế tức giận của cô khiến anh không tình nguyện vẫn phải nghe lời. Anh này bóng đèn thì vẫn không biết thay, nhưng cái mồm mở ra là khẩu nghiệp, khiến Trần Quả vừa bất lực vừa tức giận. Cô liền chạy tới chỗ Mộc Tranh hỏi, Diệp Thu có phải có nhân cách thứ hai không? Khiến Mộc Tranh bật cười bảo cô về nhà sẽ rõ, thì ra cậu kia là Diệp Diệp em trai sinh đôi của Diệp Thu, thật không ngờ là Diệp Thu không phải trẻ mồ côi. Anh xa gia đình tận 10 năm để theo đuổi đam mê với Vinh Quang, giờ em trai đến để khuyên anh về tiếp quản sản nghiệp gia đình nhưng lại bị từ chối. Tính cách và suy nghĩ của hai anh em hoàn toàn trái ngược, anh trai nghiêm túc với game Vinh Quang, còn em trai cho đó là thứ vô bổ tốn thời gian, anh trai trầm lặng. Còn thằng em sơ hở thì khẩu nghiệp khinh người, dưới nhà Trần Quả cùng Mộc Tranh mua đồ về thì Diệp Thu xuống chào, khiến Trần Quả tưởng anh đã uống thuốc nên bình thường trở lại. Nhưng ngay giây sau cô lại đụng độ Diệp Diệp, bị anh kéo tay bắt nạt, trong khi Trần Quả không biết làm sao thì Diệp Thu gọi cô, giờ lòi ra hai người giống y chang khiến cô càng thêm hoang mang. Sau khi được giải thích rõ ràng, Trần Quả mới dần chấp nhận, Diệp Thu nhiều tiền nên muốn đầu tư cho quán của Trần Quả, vì nãy cô làm chủ sai khiến anh, giờ anh muốn lật bài làm chủ của cô. Một bên Diệp Diệp năn nỉ Mộc Tranh giúp mình khuyên anh trai về, một bên Trần Quả cầu xin Diệp Thu đừng đi, anh khẳng định mình sẽ không đi khi chưa hoàn thành lời hứa Vinh Quang. Nhưng thằng em trai báo thủ nhất quyết muốn phá, bằng cách lấy thẻ game của anh thách đấu đại mà trúng ngay Lam Hà, người không hiểu game nhắn tin với người chán đời thành ra hai bà thím. Nói hết chuyện trên trời dưới đất, rất nhanh bị Diệp Thu phát hiện, anh không mắng em trai mà khẳng định mình sẽ không trở về, đừng tốn công vô ích làm như thế nữa. Diệp Diệp bất lực trước quyết tâm của anh trai nên đành đầu hàng, dù sao cũng là năm mới, mọi người bỏ qua chuyện cũ từ địch thành bạn. Ngồi quay quần bên bàn lẩu cùng ăn tất niên, hôm sau là ngày đầu xuân năm mới, Mộc Tranh háo hức bắn pháo hoa chúc mừng, Trần Quả đặc biệt nhét vào tay Diệp Diệp bao lì xì đỏ. Cô nhiệt tình quá anh từ chối không được, xong xuôi mọi chuyện cũng đến lúc anh phải trở về, trước khi đi cậu muốn lên sân thượng cà khịa anh trai lần cuối. Phận làm em mà cứ mở miệng ra là chê anh vô dụng, khiến Diệp Thu bực bội chỉnh vòi nước cho bắn thẳng vào mồm Diệp Diệp, đại chiến bắn nước của hai anh em bắt đầu. Giờ trong họ hồn nhiên hệt như hai đứa trẻ, chơi đến khi quần áo ướt sũng mới dừng lại, lần gặp gỡ này của hai anh em đến đây thôi. Diệp Diệp phải lên ô tô trở về nhà rồi, trên xe cậu mở quà anh trai tặng là con robot đồ chơi, trong mắt Diệp Thu thì Diệp Diệp chỉ mãi là đứa trẻ. Còn Diệp Diệp chỉ muốn anh trai về với mình, nhưng giờ cậu đã hiểu anh cũng có con đường sự nghiệp để phấn đấu. Tại công ty gia thế, Tô Tường vẫn cố chấp luyện tập tuyệt chiêu Long Vàng, mong một ngày đánh bại Diệp Thu, ông giám đốc khẳng định cho rằng mình sẽ không để Diệp Thu trở lại. Sau đó bắt Tô Tường đi dự họp báo, nhưng anh không đi mà chỉ muốn ngồi lại luyện tập, khiến giám đốc tức giận trực tiếp rút thẻ game của anh khỏi máy. Hành động này thay lời răn đe rằng cấp dưới phải làm theo mệnh lệnh, dù có là đội trưởng thì vẫn thua giám đốc, khiến mối quan hệ giữa Tô Tường với công ty bắt đầu rạn nứt. Mà tên Gia Huy vẫn chưa rời khỏi gia thế, hắn nhắm được cậu em Khưu Phi mới đi du học trở về, theo những gì Gia Huy biết được thì cậu ấy từng là học trò thân thiết của Diệp Thu khi anh còn ở gia thế, được Diệp Thu đích thân cử đi du học. Nên kỹ năng chơi game không phải dạng vừa, Gia Huy bắt đầu tiếp cận Khưu Phi rồi đe dọa cậu, giờ Diệp Thu đã không còn ở gia thế. Mà người nắm quyền đội 2 là Gia Huy, nếu Khưu Phi muốn yên ổn thể hiện tài năng ở gia thế, thì hãy làm người của Gia Huy và nghe theo lệnh hắn đi phá Diệp Thu. Hắn chắc chắn sẽ nâng đỡ cho cậu ở đội 2, đứng trước lời đe dọa từ đàn anh Khưu Phi không sợ. Mà càng nhớ về những ngày tháng được Diệp Thu chỉ dạy che chở và mối thủ với tên Gia Huy, vì quá khứ hắn từng dụ dỗ lấy thẻ của anh đăng ký thi đấu. Rồi giờ trò khiến Khưu Phi trở thành kẻ thắng cuộc nhờ gian lận, lúc anh mất bình tĩnh nhất thì Diệp Thu đã đứng ra khuyên ngăn anh, nhắc cho anh nhớ mục đích chơi Vinh Quang. Giờ tên Gia Huy lại đổi trắng thay đen, nói Diệp Thu là thầy mà không dạy tuyệt chiêu chí mạng cho Khưu Phi, còn đuổi anh đi du học để đỡ gánh nặng. Sau đó hắn dụ cậu vào đấu một trận với Diệp Thu, vào game Diệp Thu nhận ra cách đánh quen thuộc của học trò, liền biết Khưu Phi đã về. Khưu Phi tung ra các đòn đánh nhanh mạnh, chứng tỏ cho thầy của mình thấy cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, Diệp Thu vẫn như người anh cả. Đánh phát nào chỉ ra điểm yếu của Khưu Phi phát đó, khiến cậu nhận ra mình không giỏi như mình nghĩ, nhưng chính vì cái tính háo thắng đó. Mà Khưu Phi bực bội ngăn Diệp Thu tiếp tục chê bai mình, Gia Huy được đà liền thêm dầu vào lửa, một người đi du học về mà thua kẻ bị đuổi khỏi gia thế. Vậy tức là Diệp Thu chẳng dạy gì cho cậu, xem cậu là đồ bỏ đi, khiến Khưu Phi bực bội đến thẳng quán nét tìm Diệp Thu. Anh vẫn giữ vẻ ôn nhu trưởng thành dù đàn em chơi bi ra, chơi xong tâm trạng của Khưu Phi cũng bình thường trở lại, Diệp Thu mới bắt đầu nhắc đến lời hứa năm xưa. Rằng nếu Khưu Phi chịu nghe lời anh đi du học, thì khi cậu trở về anh sẽ tặng cậu vũ khí bạc quý. Khưu Phi cũng mang ra giấy nợ Diệp Thu đảm bảo với anh. Diệp Thu phải giữ lời hứa tặng bảo vật mình thu nạp cho Khưu Phi. Anh trở về ra thế mở USB xem đồ Diệp Thu tặng thì lại bị Gia Huy vào phá. Anh ta vẫn giữ suy nghĩ dụ dỗ Khưu Phi về đội mình, cả hai sẽ cùng hợp sức phá Diệp Thu. Khưu Phi nghe mà ngứa tai định rời đi nhưng bị Gia Huy động tay. Thế thì anh cũng tặng cho một cú đấm trả coi như huề, nhưng lần sau không chỉ đơn giản là đấm mà sẽ đá Gia Huy ra khỏi ra thế. Trở lại quán nét sau mùa xuân, chị Quả đã có bằng quản lý chiến đội, Bánh Bao và Phàm Phàm lần lượt từ quê lên, Tiểu Đường cũng nhận ra đam mê với game.
nên chuyển từ đánh piano về đánh máy. Họ tiếp tục sát cánh cùng Diệp Thu lập thành chiến đội Hưng Hân. Vậy là anh đã bước đầu có chiến đội cho riêng mình. Năm người cùng đi ăn mừng chiến đội mới lập của họ. Giờ không chỉ đơn giản là chơi thắng thua, mà là chơi để chạm đỉnh vinh quang. Do đó áp lực cũng lớn hơn rất nhiều nên ai cũng cần cố gắng. Phải biết gắn kết hơn với đồng đội. Bây giờ Bánh Bao đã mơ về khung cảnh cả đội nhận cúp vô địch. Anh còn chuẩn bị sẵn lời phát biểu. Diệp Thu vui vẻ dẫn anh đến ngắm cúp giả, còn quay lại video Bánh Bao tập thử nhận cúp, trông rất chân thật và tràn đầy đam mê. Đây chính là điều Diệp Thu muốn thấy ở đồng đội của mình. Rất nhanh lại đến trận đấu lớn giữa Gia Thế và team Lôi Đình. Trận này rất quan trọng với Gia Thế vì từ lúc thay đội trưởng đến giờ team chưa thắng được lần nào. Mà mỗi mùa giải chỉ giữ lại 20 đội nên lần này coi như ván cược một sống một còn của Gia Thế. Mới vào trận mà Tô Tường đã lao lên hang máu dọa đối thủ. Vẫn giữ cách đánh nhanh thắng nhanh của mình, không hề rút kinh nghiệm từ những thất bại trước. Đội trưởng bên kia dày dặn kinh nghiệm lại chậm rãi, nên đã phá được vũ khí cùng chiêu thức long vàng của Tô Tường, khiến Gia Thế rơi vào thế bị động. Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng, dù cố hết sức gỡ gạc nhưng Gia Thế vẫn thua. Giành được bàn thắng cho đội nhà, thì đội trưởng của Lôi Đình cũng yên tâm cởi áo rời đi, giao lại sổ tay ghi chú của mình cho đội viên, vì anh đã có tuổi và cũng hết nhiệm vụ với đội. Anh rời đi thì mới có cơ hội cho người tài thay thế, từ nay họ sẽ phải bước tiếp với đội trưởng là một trong số họ. Anh rời đi trong sự kính nể của đội viên. Còn bên Gia Thế, đội viên chỉ muốn xông lên đánh đội trưởng, chỉ vì cái tính háo thắng muốn một mình cân tất mà hại cả đội bị hạ cấp trầm trọng. Nhưng Tô Tường không nhận sai, thậm chí còn tức giận, không chỉ các đội viên mà fan cũng phẫn nộ, họ cổ vũ hết mình còn đội thì chơi hết hồn, họ đòi trả Diệp Thu trở lại. Khiến Mộc Tranh hổ thẹn rơi nước mắt, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Giờ cô chẳng thể làm gì khác, biết tâm trạng cô ấy rất tệ. Diệp Thu chờ sẵn bên ngoài để dẫn cô đến quán game đầu tiên, nơi họ bắt đầu chơi game vinh quang. Để chơi lại lần nữa cho cô lấy lại tinh thần, vào trận, anh cho Mộc Tranh xả hết cơn phẫn nộ, uất ức trong lòng qua những đường đạn. Anh biết cô ở lại Gia Thế chỉ là bị gượng ép, nhưng mong cô đừng quên họ đã từng nhiệt huyết với vinh quang thế nào, bỏ cuộc giữa chừng mới là sự thất bại thực sự. Xong ván game, tâm tình của Mộc Tranh cũng tốt hơn rất nhiều, cô sẽ tiếp tục bước đến đích mà cô muốn. Nếu đích đến là vinh quang thì dù có lạc cũng là lạc giữa những chiến tích lẫy lừng. Tối đó Tô Tường ôm sự cay cú đi uống rượu, anh cô đơn chẳng có đồng đội cạnh bên thì gặp Lôi Bá. Lôi Bá nói cho anh hiểu, cái gì càng hấp tấp muốn đạt được thì càng dễ mắc sai lầm. Tô Tường rất giỏi nhưng mục đích của anh lại quá tầm thường, chỉ đổ dồn công sức vào đánh bại Diệp Thu, trong khi Diệp Thu lại đặt tầm nhìn đến đỉnh vinh quang. Hai người rõ ràng quá khác biệt, đây là những lời quý báu, coi như món quà Lôi Bá tặng Tô Tường khi về trung đội, mong Tô Tường cố mà hiểu càng sớm càng tốt. Đúng như Lôi Bá nói, Diệp Thu không trọng thắng thua nên không để thù hằn trong lòng, mà dồn sự cố gắng lên bước đi đầu tiên là xây dựng chiến đội. Hưng Hân tạo logo và màu áo đồng phục cho riêng mình. Ngoài 5 người Hưng Hân thì còn có Trần Quả và quân sư La Tập kề vai sát cánh. La Tập rất giỏi trong việc quan sát và phân tích số liệu, nên anh được Diệp Thu vô cùng tin tưởng, chuẩn bị kỹ càng về mọi thứ cho đồng đội xong xuôi. Diệp Thu khoác lên mình màu áo Hưng Hân, dẫn cả đội đi đăng ký tham gia vòng sơ cấp. Thắng mới có khả năng được vào đấu loại. Bánh Bao phấn khích đến nỗi ăn mặc chuẩn chất dân chơi, nhưng đồng đội lại nỡ lòng nào chê bai anh xến xúa. Bốn người lấy số ghi danh trước, còn Diệp Thu vào sàn đấu chính gặp Lôi Bá. Diệp Thu cảm nhận anh ấy là một đội trưởng đáng kính. Nhưng Lôi Bá lại tự thấy bản thân đã qua thời, nên nhường lại cơ hội tỏa sáng cho người trẻ tài năng. Anh lui về làm đội viên của team Gia Thế. Còn Diệp Thu dù cũng gọi là lớn tuổi trong làng game, nhưng đam mê của anh vẫn còn nên chưa giải nghệ được. Ở bên ngoài, do bị rớt thảm hại nên team Gia Thế cũng có mặt tại đây ghi danh thi lại từ đầu. Họ toàn những cao thủ, nên khi thấy đội Diệp Thu thì khinh thường ra mặt. Tính cách của vài thành viên chẳng khác Tô Tường là bao. Mộc Tranh chán nản im lặng không tham gia. Diệp Thu xuất hiện ngăn đồng đội cãi nhau vô ích, hẹn đối thủ vào trận đấu thì thắng thua mới rõ. Ghi danh xong, Hưng Hân được xếp thi đấu với đội định sẵn. Trong thời gian chuẩn bị, Diệp Thu nghiêm túc triển chiến lược rõ ràng, anh không vì đối thủ chỉ là đội nhỏ mà khinh thường, cũng nhắc đồng đội phải cẩn trọng trong từng đòn đánh, nhất là phải biết phối hợp ăn ý với nhau. Phàm rất có tố chất chọn nhân vật phù hợp với đội viên, nên dù cậu là người mới, Diệp Thu vẫn cho cậu lên phát biểu chính, còn đồng ý với ý kiến của cậu là tuyển thêm tay chơi vị trí trị liệu sư, làm nhiệm vụ hồi máu cho đồng đội, mà người được Phàm chọn là Văn Giật. Anh ấy không phải người giỏi nhất nhưng là người phù hợp nhất với team. Rất nhanh Văn Giật được Phàm mời về, anh chơi một ván với team Hưng Hân để test năng lực. Diệp Thu đóng vai kẻ địch cản trở Văn Giật hồi máu cho đồng đội. Nếu anh cầm cự được đến phút cuối và cứu được mọi người thì xem như trình độ được thông qua. Vào trận, mọi người cố hết sức tránh đòn tấn công từ Diệp Thu để về đích. Nhưng thực sự không dễ, Phàm bị mất máu đầu tiên. Ngay lúc Diệp Thu tung cú chốt hạ anh thì Văn Giật ra tay làm tấm khiên bảo vệ. Đến cả Diệp Thu cũng phải khen cậu canh thời gian tốt. Hơn nữa Văn Giật còn nhìn ra sự hấp tấp muốn thắng của Phàm, dẫn đến việc đưa ra những mệnh lệnh cứng nhắc. Không có sáng tạo phù hợp tình huống khiến cả đội mất mạng, vậy là tuy không thắng cuộc nhưng năng lực của Văn Giật được Diệp Thu ghi nhận. Anh ngồi cùng Trần Quả bàn về phúc lợi hợp đồng để nhanh chóng kéo cậu ta về đội luyện tập cho kịp đấu vinh quang. Cuối cùng nhận được sự đồng ý hợp tác của cậu, team Hưng Hân giờ tổng cộng 6 người. Sau khi bị Văn Giật chỉ ra lỗi sai, Phàm càng thêm tự ti về bản thân. Cậu gặp riêng Diệp Thu hỏi anh mình có xứng với chức đội trưởng nữa không. Diệp Thu vẫn tin sự lựa chọn của mình,
Anh an ủi Phàm Phàm, ai cũng có sai lầm, nhận ra và khắc phục mới là điều quan trọng. Giờ Phàm Phàm cần nhìn ra được tiềm năng sâu trong cậu nữa thôi. Nhờ có sự động viên này mà hôm sau Phàm Phàm có thể tự tin nêu ra chiến thuật của mình. Nhưng ngay cả Bánh Bao cũng nhìn ra lỗ hổng trong bước sắp xếp người. Văn Giật lại càng phê phán hơn nữa. Tối đó Phàm Phàm lại vác khuôn mặt u buồn đến tìm Diệp Thu. Lần này anh không nói gì mà bảo cậu sửa ổ cứng cho Văn Giật. Vì cậu ấy chuyên bắt lỗi khiến Phàm Phàm tự ti, sửa xong Diệp Thu mới nói Phàm Phàm rằng cậu hãy cứ dựa vào năng lực bản thân, đừng cố đưa ra chiến thuật làm hài lòng mọi người. Vào trận đấu đồng đội đầu tiên có Văn Giật, Diệp Thu đưa ra cách đánh mới là vừa đánh vừa tạo đường sống cho bản thân bằng cách thế này. Những người khác trong công hội đánh quái thì hưng hân đi nhặt vũ khí, đến khi địch tàn thì ta vừa còn máu vừa có thêm nhiều vũ khí, không chiến mà thắng là đây. Quan trọng phải biết cách chạy nhanh và trốn kỹ, sau đó bắn tứ tung chia cắt người của ba công hội lớn, đợi họ đánh nhau thì thó thêm vài vũ khí hiếm có. Nhưng chiêu này chỉ dùng trong đấu công hội, không thể áp dụng đấu vinh quang, thập tự giá là vũ khí Diệp Thu nhắm đến, nhưng Phàm Phàm để lỡ nó cho kẻ khác, buộc Diệp Thu phải đuổi theo, còn chiến trường chính giao cho Phàm Phàm phụ trách. Lại một lần nữa dưới sự chỉ huy sai lầm của cậu, tụ đồng đội lại một điểm hại tất cả, nhận một cú pháo mất mạng. Bánh Bao và Tiểu Đường hiểu Phàm Phàm còn non trẻ, nhưng Văn Giật mới vào không kiêng nể gì, mắng Phàm Phàm không có tố chất phó đội trưởng khiến cậu lại giàu dĩ. Lúc họp riêng, La Tập chỉ ra thiếu sót của Phàm Phàm cho Diệp Thu kịp thời sửa chữa. Diệp Thu lại cảm thấy cậu nhóc đó biết cách chỉ huy, nhưng gặp tình thế cấp bách lại không tin tưởng lắm vào bản thân, dẫn đến đưa ra quyết định sai lầm. Vậy nên bây giờ cứ để tự cậu ấy đối diện với sai lầm, chỉ có nhận áp lực chỉ trích từ đồng đội mới trưởng thành cứng cáp hơn. Bên phía Trần Quả để dỗ dành Văn Giật đang nóng nảy, cô cho cậu thẻ của mình mua trang bị mới, quả nhiên cậu ta vẫn là trẻ con bị dụ như thường. Cậu đồng ý tiếp tục ở lại với Hưng Hân, trở về máy của mình. Văn Giật nhận được thư cảm ơn của Phàm Phàm, dù bị anh mắng thì cậu ấy vẫn lịch sự cảm ơn anh vì làm đồng đội với cậu. Điều này khiến người cô độc như Văn Giật cảm thấy ấm áp, cũng dần hiểu thế nào là đồng đội thực sự. Lần này anh cam tâm ở lại không phải vì tiền mà vì cảm động. Rất nhanh đến ngày thi đấu đầu tiên của Hưng Hân, nhưng Phàm Phàm không chịu được áp lực nên không xuất hiện cùng đồng đội. Cậu không dám chỉ huy, nhưng lại gửi ý tưởng cách đánh của mình cho mọi người xem. Đúng như Diệp Thu nói, cậu ấy có năng lực nhưng không kiểm soát được lo sợ. Văn Giật chạy đi tìm Phàm Phàm để xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, thì lại gặp Gia Huy chuyên phá đám. Anh ta muốn Hưng Hân thua cuộc nên mua chuộc Văn Giật làm gián điệp, anh ta sẽ trả cái giá cao ngất ngưởng nếu cậu thi đấu kém. Điều này khiến người cần tiền như Văn Giật lung lay, giờ mới thấy việc tuyển đồng đội đồng tâm hiệp lực rất khó, để lập được chiến đội trung thành khó như mò kim đáy bể. Đến giờ thi đấu thì Phàm Phàm xuất hiện, anh đấu tranh tâm lý gay gắt, cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ của bản thân. Ngồi vào vị trí sát cánh với đồng đội, không ai nói gì nhưng trong lòng đều thầm cổ vũ cậu bé. Đối thủ của họ là đội Vi Thảo, đội sẽ kiểm tra thực lực của chiến đội mới, nếu vượt qua họ mới có vé vào vòng trong. Trận đấu đầu tiên của đội Hưng Hân tham gia liên minh bắt đầu, cũng là bước đánh dấu sự quay trở lại của Diệp Thu Đại Thần. Mọi người thi đấu hết sức, phô diễn hết những kỹ năng luyện tập bao ngày qua cùng nhau. Văn Giật lần đầu đấu liên minh nên còn run chưa quen, nhưng sau đó cậu nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của đồng đội. Cậu vượt qua sự tấn công của bên địch, nhưng lúc chuẩn bị vào trận địa chính để hồi máu cứu đồng đội thì Văn Giật lại do dự vì số tiền lớn của Gia Huy. Anh cần tiền nhưng cũng thật lòng đam mê vinh quang, tiền thì có nhiều cũng hết, còn cơ hội tìm được những người đồng đội thực sự. Được bước vào chung kết thi đấu chính thì mỏng như sợi tơ, điều này kéo Văn Giật về hiện tại, nhắc anh không được phản bội Hưng Hân. Nhờ có sự trợ máu kịp thời của Văn Giật mà team Hưng Hân bùng nổ sức mạnh giành chiến thắng, thành công có tấm vé vào cửa tiếp theo. Sau trận đấu, Văn Giật gọi điện mắng Gia Huy là đồ tiểu nhân, từ sau đừng hòng hợp tác với anh. Còn Phàm Phàm gặp lại đội trưởng Vi Thảo của mình, anh cổ vũ cậu hãy cứ dũng cảm đi theo con đường đã chọn. Chiến đội mang niềm hân hoan trở về căn cứ, ai cũng vui sướng tự hào và cảm ơn vì là đồng đội của nhau, còn Trần Quả cảm thấy bản thân đang nắm trong tay kỳ tích. Vì cô có một chiến đội cực chiến, Văn Giật ngồi lại nói chuyện làm hòa với Phàm Phàm, hai người trở thành anh em tốt, cậu muốn gắn bó lâu dài với mọi người. Nên nói Trần Quả sửa lại kỳ hạn hợp đồng, đến khi cả đội cùng đạt được quán quân cậu mới rời đi, anh từ một người chỉ đến làm vì tiền, giờ trở thành một phần không thể thiếu của Hưng Hân. Diệp Thu không ngủ quên trên chiến thắng, anh không ngừng tìm kiếm thêm đồng đội vì biết đấu vinh quang không dễ. Anh thành công liên lạc với đàn anh Ngụy Sâm đã nghỉ hưu. Người này hiểu rõ về thiết kế vũ khí giống vũ khí thiên cơ tản nên có thể giúp Diệp Thu cải tiến nó. Ngụy Sâm đã lâu chưa chinh chiến trên đấu trường, nhưng giờ muốn đạt được cúp vinh quang trước khi rửa tay gác kiếm nên đồng ý gặp Diệp Thu thương lượng. Anh chủ động đến quán net tìm người anh em cũ, mà không ngờ Diệp Thu vì thể hiện thiện chí cũng đích thân đến nơi luyện tập của team Ngụy Sâm. Vậy là cả hai không gặp được nhau. Bên quán net Hưng Hân, Ngụy Sâm gặp chị Quả. Hai người bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp, làm quen mấy câu đã thân thiết, nhưng anh có thủ hằn gì mà cứ mở mồm là nói xấu Diệp Thu. Còn giả vờ mình là fan của Đại Thần, buồn vì thần tượng rút lui nên mới nói như thế, khiến Trần Quả ngây thơ an ủi anh, còn cho anh chữ ký của Diệp Thu. Nhưng anh không biết Diệp Thu là ai, chỉ thắc mắc người tên Quân Mạc Thiếu sao có cách đánh giống Đại Thần, nhưng dụ mãi Trần Quả không nói. Còn bên phía Diệp Thu, anh nói chuyện với đàn em của Ngụy Sâm mới biết, anh ấy ngoài chơi game vinh quang thì không làm gì cả, nên kỹ năng giờ thuộc hạng thượng thừa lắm.
thậm chí còn thiết kế ra vũ khí bạc siêu cấp mô hình màu đen, trên tường đầy những nghiên cứu của Ngụy Sâm về vũ khí này, khiến Diệp Thu cực kỳ muốn sở nó. Nhưng người anh em kia lại nói Ngụy Sâm sẽ không bán thứ này, anh ấy không tham gia bất cứ chiến đội nào vì không cần tiền, không mua được. Diệp Thu liền nghĩ ra ý cướp. Anh trở lại quán net thì Ngụy Sâm cũng từ đó về nhà. Ngụy Sâm quyết định ra đấu một trận với Diệp Thu để lấy tiền thưởng cao ngất mà anh đưa ra. Vào trận, hai người với hai vũ khí mạnh và độc lạ nhất Vinh Quang chiến đấu với nhau một chín một tịt bất phân thắng bại. Nhưng vào phút cuối, Diệp Thu lại để Ngụy Sâm đánh mình một gậy, sau đó anh nói chuyện vài câu buông đùa với Ngụy Sâm, úp mở về thân phận thật của mình. Để cho Ngụy Sâm buông lỏng thì bất ngờ tung liên hoàn đánh, khiến anh ta không kịp phản ứng, cứ thế chịu đòn rồi để bạc siêu cấp rơi vào tay Diệp Thu. Ngụy Sâm sốt sáng đòi mãi không được, sáng hôm sau liền ăn mặc full cây đen, không quên sắm cho đàn em vài bộ để kéo quân đến quán net Hưng Hân Giao Oai phủ đầu trước. Ngồi nói chuyện với Diệp Thu, Ngụy Sâm liên tục đòi lại vũ khí, vì nó chẳng khác nào tính mạng của anh cả, thấy Diệp Thu không sợ. Anh dọa khiến quán net này khốn đốn vì thế lực của anh lớn lắm. Ngụy Sâm nói vậy vì tưởng người trước mặt không biết gì về mình, còn Diệp Thu thiếu điều muốn bật cười thành tiếng với ông anh. Diệp Thu đã bàn với đồng đội từ trước, cố ý nói to cho Ngụy Sâm nghe rằng họ sẽ dùng bạc siêu cấp này đi đấu với vài đội nhỏ để test sức mạnh của nó, nếu hư thì thôi. Khiến Ngụy Sâm xót cho đứa con tinh thần của mình nên quyết định gia nhập đội Hưng Hân để lấy lại vũ khí. Mọi người đấu với nhau trận đầu để làm quen cách đánh của anh Sâm, quả thực anh ấy rất mạnh. Một mình đấu với Bánh Bao, Tiểu Đường và Phàm Phàm mà còn thư thả chán, họ quyết định lấy con tháp cao làm đỉnh, ai leo lên được tháp trước thì thắng, giữa đường bị địch đánh rơi thì thua. Anh Sâm vừa leo vừa trèo lên đầu lên cổ người ta, khiến họ leo lên giữa tháp là rơi hết, còn Phàm Phàm tay chắc bám được nhưng chỉ là cầm cự trong vô vọng. Cuối cùng vẫn bị anh Sâm cho rơi tự do, đồng đội ai cũng nể kỹ năng của anh ấy, nhưng nhất quyết không trả bạc siêu cấp, buộc anh phải tham gia trận đấu thứ hai với team Hưng Hân. Khi biết đối thủ là team Lam Vũ, Ngụy Sâm không bằng lòng nên bỏ thi đấu, bởi anh từng rời khỏi chiến đội này nhưng tránh mặt không được lâu vì gặp đồng đội cũ. Đội trưởng Lam Vũ vui mừng chào đàn anh khiến Ngụy Sâm xấu hổ, anh trách Diệp Thu chơi ăn gian, không nói cho anh biết trước đối thủ là ai. Diệp Thu thừa biết rằng nếu nói ra anh sẽ không đi, lần này team Hưng Hân cần thắng Lam Vũ để bước vào vòng trong, mà chỉ có Ngụy Sâm từng ở Lam Vũ nên hiểu về chiến thuật của Lam Vũ là giúp được, nên ngu gì mà nói để anh bỏ thi. Vào trận đấu, Ngụy Sâm trả thù bằng cách ngồi im xem đồng đội mới đánh với đồng đội cũ, anh không hỗ trợ đội mình cũng không tấn công địch. Nhưng đây là một chiến thuật che mắt của Diệp Thu để đội trưởng Lam Vũ không chú ý đến Ngụy Sâm, cho anh ấy có cơ hội phá tòa nhà cao. Làm các khối đá nặng rơi xuống chôn vùi team Lam Vũ, cứ thế chỉ vài phút mà Hưng Hân đã toàn thắng, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của các thành viên, đồng đội phấn khích khen. Anh Sâm không có vũ khí nhưng kỹ năng vẫn quá thượng thừa, khiến Ngụy Sâm lần nữa được cảm nhận sự phấn khích khi đấu Vinh Quang. Kết thúc trận đấu, Ngụy Sâm và Diệp Thu lên sân thượng tâm sự. Lý do Ngụy Sâm rời team Lam Vũ cũng là do mặc cảm hết thời, thay vì bị thay thế thì sớm rời đi giữ thể diện, nhưng trong từ điển của Diệp Thu không có hết thời, chỉ có chơi Vinh Quang hết mình để chạm đỉnh, vậy nên nếu Ngụy Sâm sợ bị đào thải thì hãy về với Hưng Hân, Hưng Hân không ép buộc mà luôn giang tay đón chào. Nhưng hỏi có trả lại bạc siêu cấp không thì Diệp Thu không trả lời, nhưng Ngụy Sâm vẫn đồng ý hợp thành một đội với Hưng Hân. Tin tức Hưng Hân được vào đấu loại khiến Tô Tường lo lắng. Anh ta mời Diệp Thu đến trước mặt giám đốc, muốn kiện anh tội bị đuổi khỏi giới rồi còn quay trở lại thi đấu, nhưng không phải Diệp Thu tự rời khỏi giới, nên quay lại hay không là quyền của anh. Giám đốc cũng không có quyền can thiệp, không thể làm vừa ý Tô Tường đuổi Diệp Thu đi. Tô Tường cay cú ép Diệp Thu cá cược, nếu Hưng Hân thua bất kỳ một ván nào thì cũng phải rút khỏi trận chung kết. Diệp Thu đồng ý, anh sẽ xem đây là động lực thôi thúc anh và đồng đội cố gắng hơn, mà trước hết cần phải nâng cấp sức mạnh tổng thể. Diệp Thu nhắm trúng một cao thủ khác trong ván chơi giao lưu ngẫu nhiên, anh là Mặc Phàm với tuyệt chiêu ninja thoát ẩn thoát hiện, trầm tính ít nói nên Diệp Thu không thể bắt chuyện, buộc anh phải chơi chiêu nhốt Mặc Phàm dưới giếng trời. Mặc Phàm không có vũ khí bay nên coi như bị nhốt dưới này là nhân vật của anh vô dụng. Nếu Mặc Phàm muốn lên phải đến gặp Diệp Thu tại quán net Hưng Hân. Hôm đó trời mưa tầm tã, cậu thanh niên gương mặt xám xịt xuất hiện trước cửa quán net, đó là Mặc Phàm. Anh tiến vào trong tìm tận đến phòng Diệp Thu và Trần Quả, người ta thì hướng nội trầm tính chưa kịp nói gì, Diệp Thu đã hoan nghênh anh gia nhập Hưng Hân, Mặc Phàm tự hỏi mình đồng ý hồi nào. Nhưng Diệp Thu thì cứ dẫn anh đi tham quan nơi luyện tập và ngủ nghỉ ăn chơi của team, chỗ sống này không tồi lại có thể chơi game nên Mặc Phàm chốt đơn luôn. Có mặt Ngụy Sâm ở đây nên Diệp Thu cho hai người giao đấu với nhau, họ còn chưa chào hỏi được câu nào đã chiến nhau tóe lửa trong game. Cả hai ngang tài ngang sức, một bên thuật sĩ ma thuật, một bên ninja thoát ẩn thoát hiện. Anh trưởng tôi thì tôi né chỗ này né chỗ kia, nhưng dù sao Mặc Phàm còn trẻ, tuy giỏi nhưng chưa đủ chắc tay bằng Ngụy Sâm. Bị anh dùng lôi điện trói chặt người, lượng máu của Mặc Phàm giảm nhanh chóng, nhưng anh chẳng thể cựa quậy thoát khỏi dây lôi phong. Cuối cùng bị chốt hạ bởi cơn mưa mũi tên băng của Ngụy Sâm. Mặc Phàm lần đầu bị thua thảm hại nên vừa xấu hổ vừa giận dỗi đòi rời khỏi Hưng Hân. Anh đến trời mưa to, anh đi trời vẫn chưa dứt. Trần Quả gọi anh trở lại, với tư cách là bà chủ chiến đội, cô khuyên chàng trai trẻ sao phải oán trách bản thân mình kém cỏi chứ, cô không có năng khiếu nhưng vẫn cố gắng đi thi.
dùng sức lực nhỏ bé của mình đậu kỳ thi quản lý chiến đội. Vậy sao một người có sẵn tài năng như Mạc Phàm mới thua một trận đã nghĩ mình không thể làm nên trò trống gì? Cô không cần tuyển người giỏi, cô chỉ tuyển đồng đội cùng nhau cố gắng. Vậy nên nếu Mạc Phàm muốn ở lại, mọi người sẵn sàng chào đón cậu bằng tất cả sự tôn trọng. Những lời chân thành này thành công níu chân Mạc Phàm. Anh em vậy là đông đủ, mọi người họp bàn lại với nhau tìm ra điểm mạnh yếu của Gia Thế. Dù Tô Tường có liên tiếp thua, nhưng giá trị của Gia Thế trên thị trường Vinh Quang vẫn xếp đầu tiên. Đấu với chiến đội này cần chuẩn bị kỹ càng nhất, không được khinh địch nhưng cũng không sợ địch mạnh. Chỉ cần đồng đội đồng tâm hiệp lực với nhau, chiến đấu hết mình đừng quan tâm giải. Luyện tập mệt mỏi thật đấy, nhưng được ở chung với những đồng đội cùng tần số, ta nói nó vui thì thôi nhé. Anh em còn đặc biệt chuẩn bị bánh kem để chào đón sự gia nhập của Mạc Phàm, nhưng lại bằng cách úp lên mặt thằng nhỏ. Bất ngờ người trầm tính như Mạc Phàm lại nở nụ cười thoải mái, anh chính thức nhập gia tùy tục, không hòa nhập chỉ hòa tan. Bên phía Gia Thế, Tô Tường được cho luyện tập cùng Lôi Bá. Sau bao ngày khổ công luyện tập, Tô Tường có thể dõng dạc tuyên bố anh đã luyện được chiêu rồng ngẩng đầu. Quả thực sức công phá của nó mạnh hất bay Lôi Bá, nhưng Tô Tường cười chưa được bao lâu vì khinh địch mà bị Lôi Bá hạ một trưởng không kịp né. Thật ra cú vừa nãy gây sát thương không cao, chỉ là Tô Tường ảo tưởng kỹ năng mình mạnh, đây coi như là bài học cho anh. Lôi Bá nhìn trầm tính chứ không có hiền, anh hết cà khịa Tô Tường rồi chuyển sang Gia Huy. Cứ với cái tính xấu xa ganh đua thì Gia Huy sẽ không phát triển được lâu dài, khiến anh ta vô cùng cay cú. Sau sự kiện này cũng đến ngày Hưng Hân thi đấu cùng Gia Thế, Diệp Thu không ngờ là Tô Tường không tham gia. Vậy không thể dùng chiêu Dương Đông kích Tây, buộc anh phải thay Ngụy Sâm bằng Phàm Phàm vào trận hai bên giao đấu ác liệt. Mới đầu mà Lôi Bá đã cho quân truy đuổi Văn Giật, đến khi Lôi Bá phát hiện Hưng Hân không bảo vệ trị liệu sư mà cứ để cho anh đuổi, thì anh đã rơi vào bẫy của Diệp Thu bị Tiểu Đường đánh một cú, rồi sau đó liên hoàn trưởng từ các thành viên khác. Lôi Bá vừa mất máu vừa bị đóng băng, cũng may anh thoát được. Chưa dừng lại ở đó, ninja Mạc Phàm thoát ẩn thoát hiện đánh lén khiến Lôi Bá không kịp trở tay. Tô Tường ngồi bên cạnh xem không ngừng học hỏi. Sau khi bị Lôi Bá thông não, Tô Tường đã suy nghĩ trưởng thành hơn. Trong trận nhờ chiến thuật dẫn dụ rồi đánh hội đồng của Diệp Thu, khiến thành viên cốt cán của Gia Thế lần lượt mất máu. Nhưng anh nhanh chóng bị Mộc Tranh phản công, Mạc Phàm cũng bị Lôi Bá nắm được đường đi nước bước, rồi cứ thế đánh khiến lượng máu Mạc Phàm tụt nhanh chóng. Tiểu Đường được cử đến ứng cứu Mạc Phàm mới thoát nạn, nhưng nãy giờ anh đánh được Lôi Bá vài chiêu nên sự háo thắng trong anh không cho phép Lôi Bá thoát. Thế là rơi vào bẫy của Lôi Bá, Phàm Phàm ngăn cản nhưng không kịp, sự hấp tấp của Mạc Phàm khiến hai đồng đội mất mạng. Diệp Thu sốc lại tinh thần mọi người rồi cho Ngụy Sâm vào thay, bên kia Tô Tường cũng vào trận, Phàm Phàm và anh Sâm bị Tô Tường đánh cho mất máu, buộc Diệp Thu phải ra mặt, hai người mạnh nhất lại đối đầu với nhau, Tô Tường thi triển chiêu Long Vàng. Diệp Thu bung dù thủ sẵn, không ngờ đòn này không nhắm vào anh, mà nhắm vào hai người Hưng Hân bỏ trốn. Thế là Hưng Hân giờ chỉ còn Diệp Thu và anh Sâm tung chiêu cổng ma thuật cầm chân Ra Thế 29 giây cuối. Để Diệp Thu tiêu diệt được một người, nhưng trận đấu kết thúc thì Hưng Hân vẫn thua cuộc. Diệp Thu hứa nếu thua thì Hưng Hân sẽ rút lui không lý do, nên anh đứng dậy rời đi không nói gì thêm. Mọi người đi hết còn Mạc Phàm vẫn ngồi thẫn người ra đó tự trách. Ở nhà chị Quả đã chuẩn bị tiệc để chúc mừng đội, thì nhận được tin Hưng Hân đã thua, tâm trạng của ba người như từ trên đỉnh rơi xuống đáy vực, không ngờ kỳ tích lại xảy ra. Ở nhà thi đấu, đội Hưng Hân rời đi thì được người của ban tổ chức gọi lại, vì vào phút cuối họ vẫn hạ được một người bên Gia Thế, nên vẫn có tư cách vào vòng khiêu chiến. Tinh thần của mọi người bỗng chốc được vực dậy. Diệp Thu biết đồng đội đã rất cố gắng nên cho tất cả xả hơi, hôm nay không cần luyện tập. Sau một ngày nghỉ ngơi thư giãn, team Hưng Hân quay lại với cuộc chơi chính. Họ nghiêm túc ngồi lại với nhau, công tư phân minh cho mọi người tự bỏ phiếu xem ai chơi kém nhất. Mạc Phàm nghĩ mọi người sẽ chỉ trích anh thậm tệ nhưng không, ai cũng nhận phần kém về mình. Mạc Phàm chột dạ xin lỗi anh em vì cậu kéo mọi người đồng loạt thua cuộc. Diệp Thu ân cần vỗ vai đàn em, thật ra cậu thua thì anh Sâm vào thay ngay nhưng cả đội vẫn thua, vậy nên nếu cậu muốn chuộc lỗi thì hãy thi đấu thật tốt. Cuối cùng Trần Quả chốt lại phiếu bầu là cả đội đều phải chịu phạt. Sau chuyện này, tinh thần đồng đội của Hưng Hân gắn kết chặt chẽ hơn, họ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau như anh em một nhà, rồi ngồi lại luyện tập cùng sửa chữa lỗi lầm, nâng cao kỹ năng, nhất là Mạc Phàm. Sau bao nhiêu lần thua, cậu tự viết ra giấy những lỗi sai của bản thân, biết được điểm mạnh điểm yếu của mình, cuối cùng cũng có thể vươn lên vị trí đầu bảng về độ nhanh nhạy. Nhận được sự khẳng định của Diệp Thu và anh Sâm, Hưng Hân sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến giành vũ khí. Diệp Thu dạy cho Mạc Phàm cách tự xác định vị trí, cậu cũng có vị trí riêng cần bảo vệ trong đội hình lớn. Kết thúc trận đấu, Mạc Phàm xuất hiện trong bộ đồng phục thể thao tay cầm bóng rổ, cậu không biết diễn đạt thế nào, nhưng mọi người đều hiểu cậu muốn đồng đội giải lao một chút. Thế là Hưng Hân gác lại luyện tập và ra sân chơi bóng. Ngoài Mạc Phàm và Diệp Thu ra thì những người còn lại đều không biết chơi bóng rổ, nhưng họ vẫn chơi rất nhiệt tình theo cách của riêng mình. Luật chơi hay đồng phục quy định không còn quan trọng, chủ yếu là xả hơi sau chuỗi ngày cố gắng. Sau buổi chơi hôm nay, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Diệp Thu và Mộc Tranh ra quán cà phê ngồi tâm sự chuyện cũ. Cô tặng cho anh khẩu trang đen dễ thương, mang ý nghĩa sự quay lại kỳ diệu của đại thần Vinh Quang. Diệp Thu vui vẻ đeo khẩu trang, quay mặt liền nhìn được cảnh ông ân cần chăm sóc cháu trai. Nó khiến anh nhớ về ông nội mình, lòng không nhịn được tạm biệt Mộc Tranh để đến quán băng đĩa cũ.
nơi anh và ông nội hay mua đĩa game. Trong nhà chỉ có ông nội ủng hộ anh theo con đường game thủ, ông như chiếc ô lớn đứng chắn trước bố người luôn cấm anh chơi game. Với ông nội, thể thao điện tử cũng là một nghề nghiêm túc, nên ông ủng hộ cháu trai rời nhà theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Ông nội còn đặc biệt đưa chìa khóa nhà cho Diệp Thu. Nếu cháu mệt mỏi quá thì hãy quay về, cánh cửa này luôn rộng mở chào đón cháu. Nhưng ông nội tuổi cao cũng đến lúc rời xa thế gian. Còn bố không ủng hộ nghề nghiệp của Diệp Thu, nên mới đó mà 10 năm rồi anh chưa về nhà, giờ quay lại thì ổ khóa đã thay cái mới. Diệp Thu buồn bã ngồi trước cửa nhớ ông đến nỗi ngủ quên, đến khi anh tỉnh lại cửa nhà được mở có lẽ là bố làm, anh đi vào bên trong lên thẳng phòng của mình. Không ngờ mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, dưới nhà bố nấu cho anh tô mì trường thọ, ông không biết biểu đạt vui mừng thế nào khi con trai về ngoài cách này. Hương vị bố nấu vẫn như xưa, nhưng giờ đây họ không cãi nhau gay gắt nữa vì Diệp Thu đã thực hiện được lời hứa của mình. Thành công trở về gặp bố và chứng minh lựa chọn của anh là đúng đắn. Anh mong bố hãy đến xem mình thi đấu trong giải Vinh Quang lần 9 để bố có thể thấy con mạnh mẽ thế nào. Nói xong lời này, anh chào bố rồi trở về với chiến đội. Hương Hân đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo, khoác lên mình bộ đồng phục trắng đỏ của riêng nhóm. Hương Hân hiên ngang tiến vào trường đấu, họ là chiến đội mới nên không có fan cổ vũ, chỉ có mình bé mập fan cứng của Đại Thần và bố của Diệp Thu. Còn bên đối thủ là Huyền Kỳ thì fan đã gieo hò phấn khích. Đầu tiên là trận đấu cá nhân, Phàm Phàm lên trước, cậu bé vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc lo lắng, bị đối thủ bắt được bài đánh cho tơi tả và thua cuộc trở về. Tiếp theo là Bánh Bao, anh bạn này run đến nỗi quên mất địa hình chính, chạy đi đâu cũng bị tường đá bao vây. Dính trường ma thuật tím không thể đánh trả, kết thúc màn dạo đầu Hưng Hân thua 2 điểm, đến lượt Diệp Thu lên đối đầu với đội trưởng Huyền Kỳ. Bên kia, liên tục bắn khiến Diệp Thu mất máu, anh ta còn đang đắc ý thì bỗng Diệp Thu biến mất, rồi bất ngờ xuất hiện tung đòn, khiến đội trưởng Huyền Kỳ bay lên không trung. Sau đó nhận liên tiếp các nhát chém chí mạng, đây là cách đánh của tán nhân khiến bình luận viên trầm trồ. Diệp Thu giành được một điểm đầu tiên cho đội, khiến bé mập phấn khích rủ bố anh gieo hò chung. Người bố tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của con trai cũng mỉm cười. Diệp Thu nhìn bố, ánh mắt này giúp hàn gắn lại quan hệ cha con. Tiếp theo là anh Sâm lên đấu, kỹ năng thượng thừa của anh đâu phải đùa, cộng thêm được trả lại vũ khí bạc siêu cấp, nên đối thủ bên kia chưa đánh được anh đòn nào đã mất mạng. Anh Sâm còn nhiều máu nên được đấu với người tiếp theo, lần này anh tung sức mạnh ma thuật lại chiến thắng Ngoạn Mục, kéo tỷ số ngang bằng cho đội. Lần này đến La Tập ngồi vào đấu, tuy nhiên cậu bé chỉ chuyên phân tích số liệu và cách đánh, nên nhanh chóng thua cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng là Tiểu Đường lên sàn, ánh mắt cô sắc bén tràn đầy khí thế. Đối thủ mới vào liền bị cô tung lên không trung cho liên hoàn kiếm, Tiểu Đường giành một điểm về cho đội. Tuy nhiên trong ván thứ hai lượng máu của cô chỉ còn 30%, nên không cầm cự được lâu. Kết thúc ván đấu cá nhân Hưng Hân thua, nhưng tổng số điểm thì vẫn đủ để tiến đến đấu đồng đội. Sau giờ giải lao ngắn ngủi, hai đội vào vị trí, trận chiến bắt đầu. Tiểu Đường phục tù bằng cách hạ người vừa nãy dám giết cô, ninja mặc phàm chứng minh thực lực bằng những lần thoát ẩn thoát hiện, khiến thành viên đội bạn không kịp trở tay lần lượt bị tiêu diệt. Cứ thế dưới sự phối hợp đầy ăn ý, lúc tiến công lúc bảo vệ đồng đội mà Hưng Hân giành chiến thắng. Cả đội vui mừng ôm lấy Mặc Phàm gieo hò, nhờ chiến thắng này mà họ giành được vé vào thi đấu liên minh. Nhưng khi team trở về quán net thì nơi đây đã bị vẽ bậy những lời không hay, chắc chắn là fan của những đội thua cuộc làm. Mọi người tức giận lên diễn đàn cãi tay đôi trực tiếp với anti fan. Diệp Thu giữ bình tĩnh ngăn đồng đội lại, lúc này họ cần tập trung thi đấu chứ không phải để ý chuyện còn con làm hỏng tâm trạng. Bất ngờ lúc này có một người là fan ra thế đến livestream, anh ta nhắm thẳng vào công kích Diệp Thu, cho rằng anh vô ơn bỏ ra thế để thành lập đội mới. Diệp Thu vẫn giữ thái độ ôn hòa chào fan cũ, rồi bắt đầu nói hết nỗi lòng, anh không từ bỏ ai cả mà vẫn trên con đường thi đấu vinh quang. Dù bằng cách này hay cách khác thì anh vẫn bước đi chứ không trốn tránh, nhờ sự thật tâm của anh mà các bình luận trên live từ chửi rủa chuyển sang chào đón sự quay trở lại của Đại Thần. Diệp Thu cũng mượn chuyện này nhắc đồng đội hãy vững ý chí, đừng bị lung lay bởi số đông người hâm mộ, để rồi chạy theo họ cố làm hài lòng họ mà đánh mất chính mình. Trận tiếp theo của Hưng Hân đã có sự cổ vũ của người hâm mộ, khiến các thành viên sục sôi ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết. Đối thủ lần này của Hưng Hân là Vô Cực. Trước trận đấu, đội trưởng Vô Cực gặp riêng Trần Quả nói chuyện, anh ta nhìn được tài năng tiềm ẩn của Hưng Hân nên âm mưu thâu tóm đội này cho riêng mình. Nhưng lại nói rất mỹ miều là sát nhập hai đội lại cùng chiến đấu giành vé vào chung kết, nhưng vẫn phải lấy tên chung là Vô Cực. Hiểu thương thao túng tâm lý Trần Quả, nói Hưng Hân không đủ trang bị, cô cũng không đủ năng lực chỉ huy, chỉ làm đồng đội tụt lùi. Thấy Trần Quả không lung lay, hắn đuổi theo chặn cô lại, mắng thành viên Hưng Hân ngoài Diệp Thu ra thì toàn là cỏ rác, khiến anh không thể đứng nghe thêm được nữa. Đi ra nói hắn đừng sủa bậy, cứ thi đấu xong mới biết ai là rác. Bên trong đấu trường, Mộc Tranh và Lôi Bá vào cổ vũ Hưng Hân thì phát hiện Tô Tường trùng kín mít cũng ở đây. Anh ngồi ở ghế fan Hưng Hân nhưng miệng thì chối nói mình theo dõi Vô Cực, bị Mộc Tranh vạch trần anh xấu hổ che mặt. Vài phút sau trận đấu bắt đầu, địa hình lần này có chút khó khăn vì là lan độc chi địa, đồng đội bị phân tán khắp nơi, có thêm làn xương độc dần bao vây vào chính địa, khiến bất kỳ ai đụng vào đều mất máu. Giờ mọi người phải tự đấu riêng lẻ, hai đội không chỉ dè chừng đối phương mà còn phải chú ý tốc độ của làn xương. Nhưng có thể thấy rõ thực lực của Hưng Hân hơn hẳn Vô Cực, Phàm Phàm chiêu trận quỷ và Tiểu Đường có tốc độ di chuyển nhanh, đều dễ dàng hạ được hai người bên địch.
nhưng bánh bao thảm rồi, bị Hiểu Thương mai phục trên cao phục kích mà không biết né đường nào, tầm nhìn của bản đồ toàn sương mù mà Hiểu Thương vẫn có thể ngắm chúng là vì hắn an gian. Cho người lẻn ra sau cánh gà quan sát vị trí của Hưng Hân, cứ thế nhắm bắn bánh bao đến khi mất máu, hắn chuyển sang mục tiêu thứ hai thì bị Diệp Thu phát hiện vị trí. Anh đối đầu trực diện với Hiểu Thương, sau một hồi bị Diệp Thu phản công Tim Vô Cực cũng thua, Hiểu Thương không chấp nhận, cho người rút dây mạng khiến trận đấu tê liệt 10 giây. Hiểu Thương thay đổi chiến thuật mong lật ngược tình thế, nhưng cuối cùng vẫn bị Hưng Hân đánh tan tành, chiến thắng thuộc về Hưng Hân là xứng đáng. Sau trận đấu, giám đốc Vô Cực tuyên bố chiến đội sẽ phải giải tán. Hiểu Thương vừa buồn vừa biết lỗi đến gặp riêng Diệp Thu, thừa nhận việc ăn gian của mình, anh ta khao khát được đấu liên minh nên mới làm vậy, nhưng trận này thua coi như mất vé rồi. Đội cũng giải tán giờ anh chẳng biết đi đâu, bất ngờ Diệp Thu mời Hiểu Thương đi uống nước để bàn với anh chuyện về đội mình cùng tiến vào đấu liên minh. Hiểu Thương không tin thì Diệp Thu nói tiếp, vì anh thấy được khao khát muốn đấu vinh quang của Hiểu Thương, chỉ là có chút lầm đường lạc lối, Hiểu Thương cảm động nhận lấy cơ hội thứ hai này. Hôm sau anh chủ động đến quán net gặp mọi người xin gia nhập đội, Hiểu Thương có thực lực có thể giúp Hưng Hân tiến xa hơn, mọi người cũng tha thứ cho anh. Vì họ tin tưởng con mắt nhìn người của Diệp Thu, giờ mọi người chưa vội luyện tập mà họ tiến ra sân chơi bóng đá. Diệp Thu và Hiểu Thương ngồi trên cao tâm sự. Hiểu Thương cảm thấy mình cực kỳ hợp với chiến đội này, hôm sau anh khoác lên mình đồng phục Hưng Hân, được mọi người vỗ tay chào đón, tiến vào bàn chiến thuật thì Diệp Thu phát hiện. Đồng đội đi uống rượu bị nhà báo chụp được, anh không hài lòng và khuyên mọi người không nên ngủ quên trên chiến thắng, đây chưa phải lúc họ đi ăn mừng như vậy. Nhưng Tiểu Đường phản bác, họ đã thắng qua nhiều trận thì đi ăn mừng trước cũng chẳng sao, có thực lực thì được quyền kiêu ngạo. Diệp Thu nhắc nhở cô đừng tự tin thái quá nhưng cô không nghe. Hôm sau tiến vào trận thứ hai, Tiểu Đường dõng dạc tuyên bố trước nhà báo và fan, cô sẽ một đấu ba nếu thua sẽ chủ động rút khỏi đội. Trần Quả lo lắng hỏi Diệp Thu có nên cho Tiểu Đường rút khỏi đội, nhưng anh cảm thấy chưa cần thiết. Mọi người ngồi trong phòng chờ nói chuyện thì bất ngờ người của Liên Minh Vinh Quang vào tìm Diệp Thu vì giám đốc ra thế tố cáo anh làm giả giấy tờ thi đấu, nên giờ anh phải theo họ đến tổng bộ kiểm tra. Rõ ràng giám đốc muốn câu giờ để cầm chân người tài của Hưng Hân để những người còn lại tự ứng phó. Quả nhiên vào trận đấu riêng lẻ, Phàm Phàm không thuộc địa hình chạy đi dò tìm đối thủ mãi không thấy, cậu thông minh nghĩ ra chiêu nhảy lên tường đá quan sát. Cuối cùng cũng giành được đối thủ nhảy xuống truy sát gắt gao, rồi khóa anh ta trong trận quỷ, thi triển trận pháp hạ địch giành về một điểm cho đội. Tiếp theo là bánh bao lên chào sân, nhưng xui cho anh gặp phải tiền bối lăn xả trong nghề 7 năm, bánh bao không còn run rẩy mà thận trọng hơn. Đối thủ quá quen với các cách đánh trong Vinh Quang, chính vì thế cách đánh mới mẻ của bánh bao không những khiến đối thủ không kịp phản ứng, mà bình luận viên cũng chẳng biết phải bình luận làm sao, người kia hứng một đòn đánh bất ngờ của bánh bao rồi mất máu, cứ thế bánh bao giành tiếp một điểm cho Hưng Hân, kế tiếp là Mặc Phàm. Trước khi thi đấu anh Sâm dặn cậu, hãy cứ câu giờ cho đối thủ giảm ý chí chiến đấu, không ngờ vì thế hại Mặc Phàm nhận thẻ vàng vì chơi ăn gian, Mặc Phàm không trách anh Sâm. Anh sốc lại tinh thần đối đầu trực diện với kỵ sĩ, Mặc Phàm liên tục tung chiêu khiến kỵ sĩ sấp mặt đất, mọi người cứ nghĩ cậu sẽ thắng nhưng không. Kỹ năng của cậu đã tung ra hết nên phải bỏ chạy, nhưng không kịp rồi bị kỵ sĩ tóm được, nhận liên hoàn trưởng mất máu, Mặc Phàm thua đầy hối tiếc vì câu giờ sau đó lại quá vội vàng. Ngồi ở tổng bộ Diệp Thu vô cùng sốt ruột, còn giám đốc Gia Thế thảnh thơi phán, đội của anh không bao giờ có cửa vào chung kết đấu với Gia Thế. Diệp Thu không mấy quan tâm vì anh tin vào đồng đội, quay lại trận đấu đến Tiểu Đường lên sàn, fan hô to lời hứa của cô một chọi ba. Khiến Tiểu Đường càng bị kích thích, mới vào trận cô đã giành thế chủ động lao lên tấn công thích khách, liên tục các đòn đánh khiến anh chỉ biết bỏ chạy hoặc né đòn. Khán đài phấn khích về độ máu chiến của Tiểu Đường, nhưng cô quá nhanh và khinh địch, để bên kia lợi dụng lượng máu ngày càng ít của cô. Vào phút cuối mới dồn sức mạnh tung chiêu ma thuật tín, Tiểu Đường cũng tung hỏa long khiến cả hai đều văng đi, nhưng lượng máu của Tiểu Đường cạn trước nên cô thua cuộc. Giây phút này đầu óc cô trống rỗng chỉ còn biết đi thẳng ra ngoài không dám nhìn mặt đồng đội, thiếu người nên buộc Trần Quả phải lên thi đấu, nhưng không hiểu cách chơi nên chưa đến 30 giây cô đã bị hạ. Cuối cùng là anh Sâm ra trận, anh dồn sự tức giận đánh cho đối thủ tan tác, nhưng đến người thứ hai anh ta biết cổ tay Ngụy Sâm bị viêm khớp, không thể di chuyển chuột lâu. Nên cố tình câu thời gian ra các chiêu lặp đi lặp lại, khiến cổ tay anh Sâm đau nhức thao tác khó khăn, tốc độ di chuyển không còn linh hoạt cuối cùng thua cuộc. Văn Giật tức giận trách anh Sâm, nếu ngay từ đầu cho Hiểu Thương vào thì đã không thua thảm hại, Tiểu Đường cũng thấy lạ, vì từ đầu Diệp Thu đã cho Hiểu Thương vào mà anh Sâm còn đổi. Nhưng anh Sâm cho rằng Diệp Thu không ở đây không nhìn được thế cục, tình hình khác nên buộc phải đổi người. Mọi người không hiểu bắt đầu loạn hết cả lên, người tranh cãi người can ngăn, Trần Quả đứng lên trấn an tất cả, cô vẫn tin cách làm của Ngụy Sâm vì Diệp Thu cũng tin anh ấy. Bên này đồng đội đổ lỗi cho nhau, bên kia giám đốc thêm dầu vào lửa hạ bệ tinh thần của Diệp Thu. Chỉ một chút sơ sẩy nhỏ thôi cũng khiến Hưng Hân bước vào vết xe đổ của các đội tan rã. Phán quyết dành cho Diệp Thu đã có, đội trưởng của các chiến đội lớn đều đến nghe trước khi để giám đốc tuyên bố hình phạt. Mọi người muốn nói đỡ cho Diệp Thu vì họ đều biết anh ấy là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp, nhưng vì cách đánh riêng của anh vi phạm luật của liên minh, nên những chiếc cúp từ trước đến giờ anh giành được đều bị phế bỏ. Tuy nhiên nhờ uy tín của những đội trưởng lớn nói đỡ mà anh vẫn được ân xá cho cơ hội tiếp tục đấu vinh quang. Giám đốc Gia Thế nghe tin thì không còn cười được nữa vì những chiếc cúp Diệp Thu giành được đều bị Gia Thế chiếm giữ. Giờ phế bỏ cúp thì chỉ có Gia Thế nhận phần thiệt, còn Diệp Thu vẫn còn chiến đội mới của mình.
Quay lại chiến trường chính, thấy Diệp Thu mãi không xuất hiện, mọi người bắt đầu bàn tán, cho rằng đó là kế hoạch của Hưng Hân để dụ đối thủ, khiến đội Chu Tiên cũng hoang mang. Thi cá nhân Hưng Hân thua thảm hại, đến thi đồng đội thì mọi người không vừa lòng nhau, còn chỉ biết tụ lại một chỗ câu thời gian, đến khi bị địch phát hiện. Mọi người chỉ biết chống trả mà không có chiến lược cụ thể, như lần này Tiểu Đường đã tiết chế được sự nóng nảy, cô bỏ qua sự khiêu khích của thích khách để bảo vệ Văn Giật. Hai thích khách là hai anh em song sinh liên tục khiêu khích Tiểu Đường, bên phải ba người Bánh Bao, Phàm Phàm và anh Sâm tụ lại một chỗ, nhưng mạnh ai nấy đánh không có sự kết hợp, liên tục bị Chu Tiên trưởng cho mất máu. Anh Sâm nhảy lên cao ra lệnh Tiểu Đường mau rút, nhưng cô vẫn cố chấp đấu với hai thích khách, buộc anh phải nhảy xuống bảo vệ trị liệu sư Văn Giật. Khớp tay anh bắt đầu đau nhức khiến chiêu thức xuất ra bị lệch hướng, vô tình hại chết Văn Giật đang bỏ trốn, đẩy tình thế của Hưng Hân Lâm vào bất lợi. Văn Giật tức giận bỏ đi, Tiểu Đường vẫn sơ suất tưởng né được chiêu ma pháp của đối phương mà không chú ý phía sau nên bị sát thủ đoạt mạng, giờ cô tự trách cũng không làm được gì. Tỷ số đã là 2-1 mà Diệp Thu vẫn chưa về, thật ra anh đã được thả ra nhưng không bắt được xe về đấu trường, ở trận chiến Mặc Phàm Bánh Bao và anh Sâm cố cầm cự. Anh Sâm cố gắng hết sức tung chiêu ma thuật đen nhưng vẫn không kịp với tốc độ đạn lửa của địch, anh trúng đạn ngã xuống, vũ khí bạc siêu cấp cũng tắt màu. Mà ông trời như trêu ngươi khiến hết chiếc xe này đến xe khác phớt lờ Diệp Thu, tỷ số 3-0 lại còn là 2-5 kết cục đã định sẵn, trong lúc Văn Giật trách anh Sâm không cho hiểu thương vào. Anh Sâm cũng dần mất niềm tin với chính mình thì Diệp Thu trở lại, là Mộc Tranh lái mô tô đến đón anh về thi đấu, Phan đứng dậy hò hét Diệp Thu cũng không phụ lòng mọi người. Dùng thiên cơ tản hạ không ít máu của địch, cứu Bánh Bao và Phàm Phàm, đưa ra cho họ hướng tự thoát khiến Chu Tiên hoang mang. Diệp Thu nhận định không thể đánh trực diện nên dụ địch đến vách núi, rồi cho Bánh Bao đánh lở núi khiến tất cả đều rơi xuống. Cú xoay chuyển bất ngờ không ai có thể lường trước được. Hai thích khách của Chu Tiên bám trụ được, cũng bị Bánh Bao nhảy xuống hy sinh thân mình kéo ngã. Chỉ còn đội trưởng Chu Tiên và Diệp Thu là chưa rơi tự do. Bất ngờ bên Chu Tiên nhảy lên bám vào chân Diệp Thu, sức nặng khiến thiên cơ tản quá tải. Chu Tiên chém kiếm phá hủy cánh quạt muốn cả hai chết chung. Thì Phàm Phàm nhảy xuống ôm đội trưởng Chu Tiên, hy sinh thân mình cho Diệp Thu đạp để nhảy lên. Anh đối đầu với kiếm sĩ dự bị của Chu Tiên. Nhưng thiên cơ tản đã hư, Diệp Thu lại còn ít máu khó lòng cầm cự, kiếm sĩ với thanh đao to. Nhảy lên đánh thẳng vào thiên cơ tản khiến nó vỡ tan, Diệp Thu cũng mất mạng, sự thua cuộc này khiến Hưng Hân như đều rơi hết xuống vách núi kia. 9 người thất vọng trở về, không ai nói với nhau câu nào, tự tìm đến không gian riêng trốn tránh thực tại. Diệp Thu trở về nơi ở cũ của anh, nơi đây không những lưu dấu của ông nội mà còn có những bản vẽ sơ khai nhất của thiên cơ tản, có ký ức về người anh em tốt Mộc Tu. Diệp Thu, Mộc Tu, Mộc Tranh, Vô Tư, vui vẻ cùng chơi với nhau. Chiếc xe điện tử đường đua năm xưa vẫn còn, Diệp Thu ngồi lên xe đong đưa lòng nhớ về Mộc Tu mà bật khóc. Mộc Tranh đến nơi thấy anh như vậy cũng rơi nước mắt, cô vừa thương Diệp Thu vừa nhớ về anh trai. Tại quán nét Hưng Hân, 8 người ngồi cùng một bàn ăn nhưng lòng đều có vết rạn nứt, đến nước này thay vì chữa lành họ lại quay sang trách móc nhau. Đổ lỗi cho đồng đội người này đánh sai người kia chỉ huy kém, Diệp Thu ở bên ngoài nghe mà lòng càng thêm não nề. Anh chậm rãi bước vào khiến cuộc cãi vã dừng lại, châm ngôn gây dựng đội nhóm của anh là sự trung thành gắn kết, giờ mọi người không còn cảm thông cho nhau. Nên quyết định đi hay ở lại là của mọi người, không ai lên tiếng nhưng trong lòng đều đã có đáp án, Trần Quả dầu dĩ vì bên cạnh cô giờ đây chẳng một ai. Chiến đội Hưng Hân chỉ còn là những bức ảnh treo tường, dàn máy luyện tập trống không lộn xộn, Tiểu Đường lên taxi trở lại với kinh đô âm nhạc, nơi có những phím đàn piano mang lại vinh quang cho cô, nơi năng lực của cô được chứng minh và tôn trọng, anh Sâm trở về với góc nhỏ lộn xộn của mình. Ngày ngày cày game thuê mà không cần mục đích, những người anh em cùng cày game với anh, đến đúng giờ sẽ có người nhà gọi về ăn cơm. Để lại mình anh cô đơn đánh game cũng chẳng còn sự kích thích nào, đến nỗi anh muốn bán đi tài khoản đã cày nhiều năm của mình, cũng may bị Bánh Bao phát hiện mà ngăn lại. Đây là tâm sức của anh Sâm, bán đi rồi chẳng khác nào là từ bỏ triệt để vinh quang, Bánh Bao vẫn còn tinh thần với Hưng Hân. Anh thuyết phục anh Sâm cùng mình quay lại, chúng ta có đánh có thua sao mới thua một lần đã vội từ bỏ, Ngụy Sâm lúc này mới nói. Vì cổ tay đau nên mới rời Lam Vũ để không kéo đồng đội xuống, giờ về Hưng Hân chỉ là lặp lại vết xe đổ, Bánh Bao không cam tâm hét lên. Chỉ cần lòng khao khát thi đấu thì những trở ngại kia chẳng là gì, lời này như nhịp điện kích thích trái tim anh Sâm đập lại lần nữa, có lẽ anh đã tìm ra câu trả lời đi hay ở. Còn Mặc Phàm ít nói trở lại quán cà phê làm việc, Mộc Tranh đến tìm anh tâm sự anh mới bộc bạch hết nỗi lòng, anh tin chỉ cần đồng đội có ý quay lại thì anh cũng sẵn sàng trở lại giúp Hưng Hân tái sinh. Mộc Tranh nghe được quyết tâm này liền thay anh đến tìm Diệp Thu, cô đưa cho anh đồng xu năm xưa của anh trai. Vận mệnh là nằm trong tay chúng ta, đừng để ai thay ta quyết định. Diệp Thu cầm đồng xu dường như lấy lại được con người chính mình, vì là đội trưởng Hưng Hân nên anh biết tương lai mình cần làm gì. Tiểu Đường cũng chọn gấp phím lại phím đàn quay trở lại. Ở quán nét chỉ còn Trần Quả và Hiểu Thương. Thời gian qua Hiểu Thương đã đi khắp các chiến đội, thu thập được kha khá vũ khí có thể giúp Diệp Thu sửa thiên cơ tản. Anh cũng giống Trần Quả, luôn tin rằng một ngày nào đó mọi người sẽ quay về, họ chỉ cần thời gian để tự mình nhìn ra lỗi sai của bản thân và cảm thông cho sai lầm của đồng đội. Muốn Trần Quả được thư giãn hơn nên 3 giờ chiều Hiểu Thương rủ cô đi xem ra thế thi đấu, là bà chủ của chiến đội đang lên Hưng Hân. Nên cô nhanh chóng bị fan và nhà báo bao vây, họ muốn biết tình trạng của các thành viên Hưng Hân sau trận thua thảm hại. Trần Quả dõng dạc tuyên bố Hưng Hân sẽ không tan rã.
Mỗi tuyển thủ đều có lựa chọn của riêng họ, khi nào họ học được cách đối diện với thua cuộc thì sẽ tự trở về. Trần Quả cũng không quên cảm ơn các fan luôn ủng hộ Hương Hân. Vì là mới lập nên còn nhiều thiếu sót, cô chân thành cúi đầu cảm ơn cũng là xin lỗi mọi người. Lúc cô muốn rời đi thì Diệp Thu xuất hiện, anh thay cô trả lời câu hỏi của phóng viên. Rằng mình vẫn luôn ở đây không đi đâu cả, Trần Quả mỉm cười sau chuỗi ngày buồn bã. Diệp Thu vào hội trường chính, anh lên sân khấu phát biểu trước toàn thể mọi người rằng cuộc đời vốn có nhiều lựa chọn, cô ấy đánh piano, anh ấy chọn làm giảng viên đại học hoặc là nhân viên văn phòng bình thường, và esports cũng chỉ là một trong số các nghề như thế. Nhưng vì nó mới nên trong mắt nhiều người nó là nghề không đàng hoàng, chính vì thế tuyển thủ theo nghề này phải rất quyết tâm và cố gắng. Vậy nên ai cũng xứng đáng có thời gian yếu đuối để mạnh mẽ hơn. Anh nói xong các thành viên Hưng Hân cũng lần lượt bước lên sân khấu, họ quay về rồi. Lần quay về này ý chí của mọi người quyết tâm hơn, điều đó khiến Gia Thế và những người khác phải vỗ tay thán phục. Chiến đội trở lại quán nét Hưng Hân như chưa từng có cuộc chia ly. Diệp Thu và La Tập bắt tay vào sửa lại thiên cơ tản, những trang bị cần thiết đều được Hiểu Thương sưu tầm trước đó, giúp việc sửa chữa diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng sửa đến bước cuối vẫn thiếu đá lam bạch, mà thứ này nằm trong tay sát thủ đội bạn, họ là tập hợp cả một công đoàn đông người, nên so về số lượng Hưng Hân khó đấu lại. Bất ngờ Bé Mập dẫn một lượng lớn fan tràn vào quán nét, họ là những fan chân chính quyết tâm giúp chiến đội giành được vũ khí, thế lực lớn như này biến Hưng Hân thành công đoàn ngang tài ngang sức. Cuối cùng cũng cướp được đá lam bạch, giúp Diệp Thu không chỉ thành công sửa lại thiên cơ tản mà còn nâng cấp nó lên một tầm cao mới, mọi người trong quán mừng rỡ reo hò tạo ra thời khắc đáng nhớ. Làm xong việc này, Hưng Hân quyết định chụp lại bộ ảnh chiến đội mới, áo mỗi người in một chữ tạo thành khẩu hiệu Hưng Hân quyết đánh, máy ảnh tự động chụp thì bất ngờ mọi người nhận được tin nhắn. Là quy tắc mới của đấu liên minh, trận lôi đài từ 3 người đổi thành 5 người, vậy nên hạ được một người tăng lên 2 điểm, nếu sơ sẩy điểm số sẽ ngày càng cách xa. Diệp Thu khuyên mọi người đừng lo vội, giờ họ chỉ cần nhìn máy ảnh mỉm cười trước. Bên phía Gia Thế cũng chụp ảnh đồng đội thì phát hiện thiếu Mộc Tranh. Bởi cô đang ngồi tranh cãi với giám đốc chuyện hợp đồng, cô sắp kết thúc hợp đồng và không ký tiếp, nhưng giám đốc không đồng ý, cho rằng cô chưa hết hợp đồng mà ý chí chiến đấu đã giảm sút. Mộc Tranh khẳng định cô là tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy nên khi nào còn khoác lên đồng phục Gia Thế, khi đó cô vẫn sẽ đấu hết mình cho đội, nói rồi cô bước ra chụp ảnh cùng mọi người. Ngày thi gần cận kề, Hưng Hân không phút nào lơ là, chuẩn bị sẵn chiến lược ứng phó với tình thế thay đổi bất ngờ. Xong xuôi cũng là lúc cả đội bước vào cuộc thi chung kết, màu đồng phục đỏ tươi cùng những bước chạy đầy quyết tâm, bên trong Gia Thế đang được bao vây phỏng vấn. Mộc Tranh bị hỏi về chuyện hợp đồng nhưng cô lựa chọn giữ im lặng. Bên phía Hưng Hân, Tiểu Đường chân thành xin lỗi fan về phát ngôn ngông cuồng trước đó của mình. Cô sẽ trân trọng cơ hội lần này để làm lại, nên mong mọi người hãy đón nhận cô quay lại. Sau những vấp ngã, các thành viên Hưng Hân ai cũng trưởng thành hơn. Diệp Thu dặn dò mọi người lần cuối, rồi cả đội lên đấu trường chính. Lần này người mở đầu cho trận cá nhân là Tiểu Đường. Hưng Hân cùng đập tay cổ vũ cô, Tiểu Đường lên sàn đấu với Lôi Bá. Phàm Phàm lo lắng vì họ nghĩ Tô Tường sẽ lên đấu đầu tiên nên mới cho Tiểu Đường đi trước. Nhưng Diệp Thu tin, tốc độ tay của cô ấy có thể đấu với bậc thầy chiến thuật Lôi Bá. Mới vào cô đã ăn một phát bắn của Lôi Bá, nhưng đến phát thứ hai cô né rất nhanh, rồi đánh trả cho Lôi Bá một phát khiến cả hai đều văng ra xa. Lượng máu tụt giảm, vì chơi piano nên thính lực của cô rất tốt, có thể tránh được chiêu bẫy âm thanh của Lôi Bá. Anh thấy không ổn nên dụ cô chạy vào địa thế thuận lợi cho mình. Rồi lại bắn ra hai viên kiêu lôi nhưng đều bị Tiểu Đường né được, nhưng dù sao Lôi Bá cũng là bậc thầy chiến thuật. Anh từng bước dẫn dụ Tiểu Đường vào bẫy bom, cuối cùng cô vẫn thua trước anh nhưng thua tâm phục không cay cú. Cô trở về được fan và đồng đội khích lệ mỉm cười mãn nguyện. Giờ cô mới thấy vinh quang khó thật. Tiếp theo là Ninja Mặc Phàm lên sàn tiếp tục đấu với Lôi Bá. Vào trận anh tìm chỗ cao ẩn nấp, Lôi Bá phóng mắt điện tử truy tìm. Nhưng bị Mặc Phàm một kiếm phá tan, Lôi Bá tìm lòi mắt không ra Mặc Phàm bởi anh trốn ngay sau lưng, rồi bất ngờ dùng hoa tán nguyệt tấn công, nhưng Lôi Bá vẫn có thể nhanh chóng phản kích. Rồi liên hoàn bắn không cho Ninja cơ hội tiếp cận, cuối cùng chốt hạ bằng phát pháo bắn bay Mặc Phàm ra khỏi game, mới đó mà chỉ mình Lôi Bá đã giành về 4 điểm cho đội. Liệu lần 3 Phàm Phàm lên có xoay chuyển được tình thế, mới đầu Phàm Phàm còn bị trưởng cho không biết chạy đường nào. Nhưng sau đó anh nhảy lên cao dùng trận quỷ cầm chân được Lôi Bá, sau đó lại dùng ảo ảnh đánh lừa đường đạn của đối thủ, khiến trường quay được fan trầm trồ. Phàm Phàm lần nữa xuất hiện khiến Lôi Bá lại rơi vào trận quỷ, 8 trận pháp liên tục đánh đẩy đối thủ vào thế khó, cuối cùng Phàm Phàm trước khi mất máu cũng tiêu diệt được Lôi Bá. Khiến đội trưởng Vi Thảo ngồi dưới đầy tự hào, kết quả này giúp Hưng Hân lấy lại sự phấn khích, anh em khoác vai nhau cổ vũ đội trưởng lên sàn đấu với Khưu Phi. Hai người từng là thầy trò, Diệp Thu lại chứng kiến Khưu Phi trưởng thành, nên anh càng không thể nương tay để xem cậu nhóc này tiến bộ thế nào. Vào trận Khưu Phi liên tục tấn công Diệp Thu, để lùi anh bằng dàn băng nhọn, sau đó tung ra hết các tuyệt chiêu mạnh nhất làm anh không kịp trở tay. Diệp Thu để Khưu Phi phô diễn hết tài năng rồi mới biến mất, sau đó bất thình lình xuất hiện phản công Khưu Phi, thầy kiềm chế sự tự tin của học trò. Ra đòn nào dạy cho thấm đòn đó, cuối cùng là 26 nhát đánh hạ gục Khưu Phi, khiến cậu tâm phục khẩu phục về chỗ, nhường cho Tô Tường lên đấu tiếp với Diệp Thu. Hai người là đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng Tô Tường trải qua bao nhiêu chuyện đã trưởng thành hơn, anh nhận ra phải thắng trận đấu chứ không phải hơn thua với Diệp Thu. Nên chấp nhận đợi Diệp Thu hồi máu để đấu công bằng, Diệp Thu hồi 70% máu thì lao vào trận, Tô Tường sử dụng chiêu rồng xanh nhưng bị Diệp Thu hóa giải.
Để chuẩn bị cho trận ngày hôm nay, anh đã luyện tập rất nhiều, nên giờ có thể 1-9-1-10 mà công kích Diệp Thu. Anh cho tôi một chưởng thì tôi trả anh một kiếm. Cứ thế hai người giao đấu đầy ác liệt, lượng máu cũng giảm sút mà vẫn chưa phân thắng bại. Các đòn đánh tung ra ngày càng nhanh. Trận đấu sức mạnh giờ chuyển sang cân tốc độ tay. Diệp Thu không lường trước bị Tô Tường cho một chưởng nằm liệt, máu của anh cũng đang thấp hơn. Cứ tưởng trận này thắng thua đã rõ, thì bất ngờ khi Tô Tường tung chiêu Long Vàng, Diệp Thu quá hiểu chiêu thức này nên dễ dàng chuyển hướng tấn công của nó về với chủ. Thành công giành chiến thắng với lượng máu chỉ 3%, khiến Tô Tường phục phải cúi đầu. Sự trưởng thành này của Tô Tường khiến fan tiếp tục ủng hộ anh. Tiếp theo đến anh Sâm lên đấu với Thân Kiến. Anh Sâm xoay cổ tay, đây là điểm yếu chí mạng của anh. Sau một hồi sử dụng ma thuật đen làm lượng máu đối thủ tiêu hao, tay anh Sâm lại đau nhức, các đòn đánh ra chậm và lệch hướng. Diệp Thu nhìn được vấn đề liền hỏi bánh bao, nhưng cậu giấu bên trên các ngón tay của Ngụy Sâm đã rất mỏi. Địch cứ liên tiếp xông lên đẩy lùi anh, thì kỳ tích lần nữa xảy ra. Anh Sâm nhắm chuẩn phát cuối bắn thẳng vào Thân Kiến, tay đấm gục tại chỗ. Anh Sâm giành về 2 điểm cho đội. Anh Sâm muốn đấu trận tiếp theo nhưng Diệp Thu không đồng ý. Anh biết tay anh ấy có vấn đề, tay của tuyển thủ vô cùng quan trọng. Nếu cố sức mà bị thương sẽ ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sau này. Nhưng anh Sâm quyết lần này phải đạt quán quân, nó cũng là ván đấu cuối của anh nên lo gì lần sau. Anh Sâm không xuống nên Diệp Thu phải để anh tiếp tục đấu với Mộc Tranh. Trước khi lên sàn, cô bị giám đốc gây sức ép phải thắng. Lôi Bá nhìn mà tức giận thay, Mộc Tranh chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thắng, nếu không sẽ bị fan nói là phản đội nhà và nương tay cho đội mới. Anh Sâm dường như hiểu tình thế khó khăn của cô, nên các đòn đánh đều rất xuống nước nhường cô, Mộc Tranh cũng chơi hết sức mình, cuối cùng giành được chiến thắng. Cô nhẹ nhõm cúi đầu cảm ơn người hâm mộ ra thế, rồi tiến về phía đội Hưng Hân, từ nay cô sẽ là thành viên mới của đội. Mộc Tranh bật khóc vì giờ cô sẽ lại được sát cánh bên Diệp Thu. Kết thúc vòng thi cá nhân ra thế hơn Hưng Hân 5 điểm, trong thời gian nghỉ, ba ông đội trưởng không thể vào chung kết ngồi lại cà khịa nhau. Nói một hồi vẫn quay về nhắm vào Gia Thế và Hưng Hân, chưa thể nhận định ai thắng được. Hết thời gian nghỉ, hai chiến đội tiến lên đấu liên minh, khán giả gieo hò cùng nhiệt hơn bao giờ hết. Thời khắc sắp tới là thời khắc quyết định quán quân của mùa 9. Diệp Thu tự cổ vũ mình quay lại liên minh hưởng thụ thi đấu. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều có những chiến thuật riêng, những bước di chuyển thận trọng. Diệp Thu khai súng rồi cho rút để đánh lạc hướng Gia Thế. Ba tiếng súng vang lên ở ba hướng khác nhau, khiến Lôi Bá khó lòng đoán được vị trí Hưng Hân. Anh cho Tô Tường và Khưu Phi đuổi theo Diệp Thu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Diệp Thu. Diệp Thu sẽ cầm chân hai chủ lực của Gia Thế, bên còn lại giao cho đồng đội xử lý. Khưu Phi không ngại chiến tới cùng với sư phụ, còn Tô Tường không nói gì, liên tục tung đòn đẩy Diệp Thu vào thế khó, bị dồn ép buộc Diệp Thu phải dùng ẩn thuật biến mất. Hai người đuổi theo tìm kiếm, anh trốn sau gốc cây, lượng máu tụt xuống 70%, bị Tô Tường phát hiện tung Long Vàng chưởng. Nhưng Diệp Thu phản ứng nhanh, không những né được mà còn tiện tay đánh cho Khưu Phi vài cái. Diệp Thu khiến Tô Tường và Khưu Phi rối loạn tình tiết tấn công. Chuyển sang chiến trường khác, Phàm Phàm Tiểu Đường bánh bao trúng bẫy khiêu lôi của Lôi Bá, lại bị người mai phục gần đó đánh bay. Hưng Hân thiệt hại không hề nhỏ, lượng máu tổng đội giảm đi đáng kể. Diệp Thu vẫn bị cầm chân không thể đến ứng cứu, anh bị đánh bay cũng kịp đánh cho Tô Tường Khưu Phi bay theo, rồi lập tức thoát khỏi vòng vây chạy về phía đồng đội, dụ những người khác của Gia Thế đuổi theo, lọt vào tầm ngắm bắn của Hiểu Thương. Anh ở trên cao liên tục nhắm bắn cản chân địch. Tiểu Đường nhân cơ hội đó hạ được một người bên Gia Thế, khiến Gia Thế phải thay đổi chiến thuật cho thần súng vào. Hiểu Thương đối đầu trực diện cầm chân người này. Thần súng của Gia Thế bị thầy pháo to ôm chặt, không thể chạy đi bảo vệ thầy trị liệu, để Hưng Hân dồn toàn lực đuổi theo thầy trị liệu. Lôi Bá liên tục bắn không cho phép ba người Phàm Phàm tiến gần. Quay lại với Hiểu Thương, do đánh giáp lá cà không phải ưu thế của anh nên anh chỉ có thể cầm chân thần súng một thời gian, nhưng trước lúc out game anh cũng kịp bắn ra phát súng tiễn thầy súng lên đường. Bên kia Diệp Thu đến đúng lúc hỗ trợ đồng đội hạ thầy trị thương. Trận đấu căng đứt dây đàn từng phút từng giây, khiến fan bên dưới không dám phát ra tiếng động. Giờ đây Hưng Hân còn 5, Gia Thế chỉ còn 3, phía Phàm Phàm đánh phát nào trúng phát đó khiến Lôi Bá lo lắng. Ba người thừa thắng xông lên đuổi theo Lôi Bá, nhưng không ngờ anh chọn cách tự nổ. Lôi Bá lao thẳng về phía ba người Phàm Phàm rồi tự kích nổ, khiến Hưng Hân bay màu ba thành viên. Nếu cộng trận trước và sự xoay chuyển của trận này thì Gia Thế vẫn thắng, khiến ông giám đốc hài lòng. Làn bụi tan, không ngờ Tiểu Đường còn sống vì được ô thiên cơ tản của Diệp Thu che chắn. Máu cô còn rất ít nên đã trở thành mục tiêu béo bở của Khưu Phi và Tô Tường. Diệp Thu lao lên chặn đòn tấn công, Tiểu Đường tung Long Vàng chia cắt hai đối thủ. Diệp Thu liên tục bắn về phía Khưu Phi. Trong khi đó, Tô Tường lao về phía Tiểu Đường, Diệp Thu cho cô skill hồi máu. Dù chỉ còn 1%, cô vẫn không từ bỏ phản công Tô Tường. Diệp Thu vừa đánh vừa bơm máu cho Tiểu Đường. Đến khi anh hết skill, Tiểu Đường cũng cạn máu, thì Văn Giật xuất hiện hồi máu cho cô. Khưu Phi liên tục đâm Tiểu Đường, Văn Giật ra sức tạo lá chắn vô hình bảo vệ. Diệp Thu tập trung sức lực đánh với Tô Tường, chỉ còn 60 giây cuối để quyết định thắng thua, hai bên điên cuồng tấn công tìm sơ sẩy của đối phương. Mọi người nín thở chờ đợi kỳ tích. Khưu Phi tung rồng xanh chí mạng về phía Tiểu Đường, cô cũng tận dụng lượng máu cuối cùng xoay một cú rồng vàng đẹp mắt, lượng máu về không cũng là lúc cả hai cùng rơi xuống đất. Chỉ còn Diệp Thu và Tô Tường trụ lại, sợi dây cơ hội thắng của Hưng Hân mong manh như sợi chỉ, nhưng Diệp Thu vẫn muốn đấu đến cùng. Anh lao lên đánh với Tô Tường đúng nghĩa là đang hưởng thụ cuộc chiến. Diệp Thu nhảy lên không trung biến mất, rồi bất thình lình xuất hiện hạ một cú vào thẳng Tô Tường.
Đòn này chưa đủ để chốt hạ, nên anh dồn lực của Thanh Thiên Cơ Tản, tạo ra đòn đánh chí mạng nhắm thẳng về phía Tô Tường, quá nhanh quá nguy hiểm khiến Tô Tường không kịp né, vậy là chỉ với 1% cơ hội cuối. Diệp Thu cũng có thể lật ngược tình thế đánh thắng Tô Tường, khiến mọi người vui sướng hú hét, dù họ biết cúp vô địch không thuộc về Hưng Hân, bởi tổng điểm của gia thế vẫn cao hơn một điểm. Tinh thần bất khuất của cả đội khiến khán giả và MC phải nể phục, nhưng điều không ai ngờ nhất lại xảy ra, màn hình hiển thị điểm tổng của Hưng Hân nhảy lên hơn gia thế một điểm. Vì cách đánh của Diệp Thu phá kỷ lục liên minh được cộng thêm 2 điểm, chiến thắng trong tích tắc khiến trường quay như vỡ òa, tim Hưng Hân sung sướng gào thét. Từ những người vô danh cuối cùng họ cũng chạm được đỉnh vinh quang, anh Sâm trước lúc nghỉ hưu cũng đạt được ước mơ quán quân, còn bên gia thế, họ bước xuống khán đài thì bị ông giám đốc chỉ trích vô dụng. Tiền của ông ta đầu tư vào giờ đã đổ sông đổ bể hết, Tô Tường hết chịu nổi cha này rồi, anh nói vinh quang không chỉ là trận đấu của một người. Nên thua tất cả phải chịu trách nhiệm trong đó có ông giám đốc, khiến ông nghiến răng nghiến lợi hối hận muộn màng. Chiến đội Hưng Hân cùng bước lên bục, nâng cao cúp quán quân trong tiếng reo hò của khán giả. Chiếc cúp như khẳng định cho sự đồng lòng của thành viên Hưng Hân, mọi thứ đều là xứng đáng. Tô Tường đứng một bên lặng nhìn thầm chúc mừng thay. Cuối cùng Hưng Hân cũng có thể vào ba ăn mừng xả láng mà không sợ bị Diệp Thu mắng nữa rồi. Người vui mừng nhất là bé mập, im lặng là Mặc Phàm và uống yếu nhất là anh Sâm chưa gì đã gục. Còn gia thế vì thua cuộc nên bị rút mọi tài nguyên và cho giải tán. Diệp Thu nghe tin rất buồn vì đó là ngôi nhà đầu tiên của anh. Anh cùng Mộc Tranh đến thăm nó lần cuối, nơi đây vắng tanh lưu giữ đầy kỷ niệm của hai người. Các đội viên đều đã rời đi đầu quân cho team khác. Chỉ còn giám đốc Đào cố chấp ở lại, gặp lại Diệp Thu ông bày tỏ hối hận vì từng làm điều sai với anh, còn anh vốn không hề ghi thù người bạn lầm đường lạc lối này. Tha thứ cho nhau cũng là một điều tuyệt vời. Trở lại Hưng Hân, chiến đội tiếp tục đồng lòng chinh chiến các giải đấu tiếp theo. Thế mới thấy dù bạn có mạnh thế nào thì đứng một mình vẫn bị bẻ gãy như chiếc đũa lẻ, chỉ khi gộp với đồng đội thành một bó mới tạo nên sức mạnh phi thường. Hãy nhớ điều này nhé, bộ phim khép lại với kết thúc đẹp đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại!